Trời đất ơi, ở đâu đây? Trời ơi, vô nhà tôi. Anh ơi anh, trời ơi, cái gì mà thấy gớm quá vậy nè? Anh ơi, anh ơi, vậy trời ơi, anh ơi, vậy anh ơi. Trời ơi, đang ngủ rồi. Trời ơi, gì vậy trời? Anh ơi, dậy. Trời ơi, gì vậy? Ớt quá. Bây giờ anh dậy chưa? Anh dậy chưa? Anh dậy chưa? Hả? Hey! Tôi đi đâu vô nhà tôi vậy? Đây là nhà của tôi. Anh đi ra khỏi nhà tôi liền lập tức. Nhanh lên! Nhà này nhà của cô cũng bị khủng không vậy? Anh có bị điên không? Đây là nhà của tôi mà. Ở đây phòng số 21. Ờ? Chung cư 421. Ờ? Quận 7. Ờ? Thành phố Hồ Chí Minh City. Đã thành phố rồi mà còn City nữa. Thì kể tôi đi. Bây giờ anh đi ra khỏi nhà tôi không? Cô đi vô lộn phòng rồi. Ủa? Cô thấy tôi đọc đúng không? Lộn phòng thiệt hả? À. Sao giống nhà tôi quá vậy ta? Ờ vậy thôi. Phiến. À. Xin lỗi anh nha, xin lỗi anh ngủ tiếp đi nha. Gái gì đâu mà hư thân mất nết, vô thấy trai là tương tước. Đi ra khỏi nhà tôi. Ủa dạ cái gì vậy? Cô đi lộn phòng là cô cứ kêu tôi ra khỏi nhà hoài. Trời, tôi tức quá đây. Đây là nhà của tôi, rõ ràng là nhà của tôi mà anh lộn phòng thì có đó. Cô lộn phòng thì có, đây là phòng số 21 đúng không? Phòng số 21. Tòa nhà 421 đúng không? Đúng rồi. Quận 7 đúng không? Đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh City đúng không? Đây, chứng minh nhân dân của tôi đây. Coi đi. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi. Vậy đi ra tôi ngủ nữa. Đúng là anh lộn nhà thiệt rồi. Làm sao mà lộn được? Trời đất ơi, anh địa chỉ của anh là đúng số nhà, đúng số phòng, đúng tòa nhà, đúng quận luôn. Ừ. Nhưng mà sai khu rồi. Anh ở khu B, còn tôi ở khu D. Ừ. Mà hiện giờ anh đang ở khu D chứ không phải ở khu B. Chúng ta ở tòa nhà BD. Anh là B mà. Mà anh vô D là sao chứ? À đúng rồi, cô lộn phòng đó. Anh nói lộn á, trời, tôi nói vậy mình. Bây giờ tôi tức quá đi. Bây giờ anh làm ơn đi ra khỏi nhà tôi liền đi. Cô không tin không? Được rồi, để tôi lấy giấy tờ nhà cho cô coi. Cô quá đáng thì phải thôi nha. Trong lúc tôi đang ngủ, cô lấy sơn lại nguyên cái tủ màu trắng hết là sao? Cái tủ màu tím của tôi đâu? Cái tủ màu tím của tôi đâu? Trời ơi, đàn ông mà xài tủ màu tím. Hồi nãy tôi còn nghi. Nói tại sao đàn ông mà ở khu B. Bây giờ tôi biết là sao mà ở khu B rồi. Đàn ông đích thực. Ờ, đàn nè. Ông đích thực hay là đàn ông thích đực? Dở nha. Hả? Tôi nói cho anh biết nha. Cái bộ bàn ghế màu tím của tôi đâu? Trời ơi. Rồi đâu nữa? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Thôi đủ, anh đừng hỏi nữa. Những cái đồ đó đang ở trong cái tòa nhà của anh á, đang ở trong nhà của anh á, đây là nhà của tôi. Những vật trang trí thì tôi mua từ lúc tôi mới về đây ở rồi. Nhìn kỹ lại đi. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là tôi lộn rồi hả? Anh lộn rồi. Anh làm ơn về giùm tôi đi. Mà trời ơi, sao cửa sổ của tôi bị bể kính rồi?
sao vậy? Tôi nào biết, tôi nào có hay. Vậy sao nó trong nhà tôi, anh ngủ trên ghế sofa của tôi? Tôi nhớ rồi. Sao? Tại ngày hôm qua đi làm về xong rồi bạn bè dắt kêu đi nhậu. Ừ. Rồi tôi xỉn quá. Tôi mới nói là tôi ở bên khu B. Ừ. Mà dắt vô bên khu D. Hay gì nó hỏi chìa khóa, tôi đưa chìa khóa đó, nó mở cửa không được. Cho nó đập cửa sổ để cho tôi đi vô. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ bể cửa sổ của tôi rồi kìa. Thôi anh làm ơn đi, anh đi về giùm tôi đi. Trời ơi, bộ anh có cái thói quen là xỉn vô cái là lột đồ hết vậy đó hả? Anh mặc gì trong đó vậy? Mặc gì? Mặc gì á? Anh đừng nói với tôi là anh là siêu nhân nha. Trời ơi. Mà phim siêu nhân mới giờ hình như không có. Không có luôn hả? Ôi làm ơn chứ, ghê quá làm ơn. Đây nè. Đi. Điện thoại. Lẹ nha, mặc lẹ nha. Alo, em nghe nè Honey. Cái gì? Anh lên liền hả? Thôi đừng lên. Không, ý em nói là em đợi anh lên lâu quá rồi mà bây giờ anh mới chịu lên. Dạ, bây giờ anh lên nhà em liền hả? Rồi, anh lên liền nha, em chờ anh. Dạ. Trời ơi. Mặc xong chưa vậy, lẹ lên. Thôi đi về liền. Người yêu tôi lên đây nè, trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, hay là chú con hết hồn, con tưởng là thôi. Ủa, bây giờ gì? Dạ không có gì hết. Ủa sao hôm tháng này chú thu tiền rác trễ quá vậy chú? Đâu có, từ hồi sáng tới giờ á tôi rình rập nhà cô lâu lắm rồi. Ủa, nhà con có cái gì hay sao phải rình rập vậy chú? À không, ý tôi lộn á, là từ sáng giờ tôi đợi cô á để thu tiền rác. Dạ, tháng này tiền rác nhiêu vậy chú? 40 ngàn. 40 ngàn hả? Ừ. Dạ, để con gửi chú liền. À chú ơi, con không có tiền lẻ, thôi chú giữ giùm con luôn nha. Thôi, không được, để hồi tôi thối lại cho 10 ngàn. Dạ chứ... thôi, chú lên nữa mất công phiền phức lắm. Thôi, chú giữ luôn đi. Không được đâu, trời ơi, cái gì ra đó tôi là rõ ràng lắm. Đợi tôi xíu đi, hồi tôi lên tôi thối cho 10 ngàn. Chú ơi, khỏi mà chú ơi, chú ạ. Trời ơi. Anh gì ơi, ông thu tiền rác. Vậy hả? Ông thu tiền rác hả? Vậy mà tôi tưởng đồ bồ cô già dữ vậy. Trời ơi, tầm bậy không mà. Anh đi về giùm tôi cái đi. Trời ơi, làm ơn đi, lần sau tỉnh táo. Ê, cái cửa sổ làm sao thay kính đây hả? Rồi, tôi bên khu B mà. Khu B phải không? Nhà cửa phòng y chang vậy luôn mà, yên tâm đi nha. Rồi sao anh không có đợi cho tôi, mẹ tôi lên tôi tháo cái cửa anh, tôi cắn vô cửa tôi. Rồi cứ tháo hết đi, cái gì trong nhà tôi thấy cái gì tháo được cô cứ tháo nha. Thôi đi, anh đi về đi. Đi đâu vậy? Cửa kìa. Chết rồi bây giờ. Hay là ông thu rác? Không phải đâu, người yêu tôi đó, chết rồi. Phải không? Anh làm ơn, trời bây giờ trốn giùm tôi đi. Trời ơi, để đi chi nữa. Đi đâu sao quần vậy? Cái gì? Coi như mua thêm bức tượng. Trời ơi, bức tượng này mà xấu quá vậy đi vô. Nằm yên trong đó nghe chưa? Ra liền. Trong đây luôn đúng không? Chắc mấy người đi ra ngoài làm gì nữa? Rồi. Buông anh ra đi. Anh Honey, sao khóc? Ngồi xuống đây đi, sao khóc vậy Honey? Sao khóc? Sao vậy? Sao gặp em là khóc vậy? Em ghét anh lắm đúng không? Không có, em thương anh hơn bản thân em nữa. Em hận anh lắm đúng không? Không có. Em muốn giết anh mà đúng không? Không có mà, sao lại nói như vậy? Vậy tại sao bây giờ không chịu mở cửa cho anh? Em không muốn gặp mặt anh nữa mà. Cho anh chết cho rồi đi. Mà thôi mà được. Để tôi đập đầu chết cho rồi. Đập cái này là bể nát chứ không có bể đầu. Anh ơi, tại vì á,
À, tại nhà cửa em nó bề bộn quá cho nên là em muốn dọn dẹp tươm tất rồi mới đón anh vô. Chứ mất công á, anh đánh giá em là gái mà ở dơ quá cho nên là em sợ. Đừng giận em nha. Vô chỉ vậy thôi hả? Dạ chỉ vậy thôi, hốt cho nó gọn lại cho nó tày quầy mất công. Chỉ như vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi anh à. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Anh nhớ em hả? Sao em có một ngày mà anh nhớ em như 24 tiếng vậy đó? Ủa anh ơi, một ngày là 24 tiếng mà anh. À, ý anh nói là sao em một ngày như mà anh nhớ em tới 24 tháng vậy đó? Trời ơi, dữ vậy hả? Em nhớ em tới 9 tháng 10 ngày luôn. Anh nhớ em mà rối loạn, mấn loạn trong đầu luôn đó. Thương quá, thương quá, nhớ mà ôm nhờ bông nhách luôn vậy đó hả? Em cũng biết là anh yêu em. Anh yêu em như là cá yêu nước. Trời ơi, anh yêu em như là bướm yêu hoa. Thực tế quá. Anh yêu em như là đất yêu cây. Trời ơi, thực tế. Anh yêu em như là hủ tiếu yêu nước lèo. Ngon quá. Anh yêu em như là chôm chôm yêu cốc. Trời ơi. Anh yêu em như là bún yêu mắm tôm. Anh yêu em. Bây giờ mình dừng lại được rồi đó anh. Tình yêu của anh bắt đầu có mùi rồi đó. Không được, để cho anh nói hết. Để cho anh nói hết. Thôi thôi, đúng rồi anh à. Em biết là tình cảm của anh dành cho em bao la như vũ trụ vậy đó. Em biết rồi, thương thương quá. Anh ơi, hôm nay anh tỏ tình với em nồng nàn như vậy, anh làm em bất ngờ quá. Như vậy là bất ngờ rồi sao? Bất ngờ rồi. Anh còn làm nhiều thứ cho em bất ngờ nữa. Ồ, bất ngờ đến bật ngửa luôn hả? Đúng như vậy. Chuyện gì nào? Anh móc em ra coi cái này bất ngờ nữa nè. Anh móc em ra à, anh móc của anh cái này ra em bất ngờ. Anh móc cái gì? Cái này. Trời ơi. À! Anh ơi. Chá chá. Chá chá. Chiếu, nó chiếu. Chá chá. Chiếu. Chá, trời ơi. Ôi. Chá chá. Trời ơi, không khéo là mù mắt em. Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện níu em suốt cuộc đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Chỉ cần em giữ đôi vui, chỉ cần em luôn mỉm cười là hạnh phúc với anh người ơi. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Hả? À. Gì vậy anh? Ờ, quên quên lộn, em đồng ý lấy vợ làm anh nha. Vậy? Em đừng biết làm vợ anh nha. Trời ơi, anh rối quá. Anh làm em bất ngờ quá. Em không chịu hả? Trẻ nè. Em đồng ý. Em làm anh hạnh phúc quá. Em cũng rất là hạnh phúc anh ơi. Anh cầu hôn em. Ôi, em ngày hôm nay anh lấy hết can đảm em mới cầu hôn em được đó. Gì vậy? Cầu hôn. Anh cầu hôn em thật lòng không? Thật lòng. Anh yêu chỉ một mình em. Chỉ mỗi mình em trong trái tim của anh mà thôi. Anh thật lòng với em. Sao anh khóc nữa? Từ lúc em đồng ý làm vợ anh, anh áp lực quá. Chết cha. Sao vậy anh? Ngồi trên đây nghe anh nói nè. Sao giờ anh nói cho em nghe đi. Bây giờ em mới là vợ của anh rồi. Bây giờ đúng như vậy. Bây giờ mình động phòng liền được rồi đó. Trời ơi. Ôi, em đừng gọi quá. Em đừng gọi quá. Chứ sao vậy, em làm vợ rồi. Cái đó đây là từ gác qua đi. Ôi vậy hả? Cái chuyện áp lực này lúc trước nè, em biết sao không? Sao? Từ lúc có em làm vợ rồi, anh là một đàn ông phải là trụ cột trong gia đình. Anh đúng phải rồi. Lúc mình cưới, mình phải cưới vợ sinh con đồ nữa. Đúng mình nuôi đứa con. Nhưng mà công việc làm ăn của anh bây giờ. Trời ơi, thôi được rồi. Bây giờ mình anh muốn làm gì em cũng chịu anh hết. Tại vì bây anh giờ là chồng tương lai của em mà. Em sẽ giúp anh. Em sẽ tìm cách giúp anh. Nha, bây giờ anh bây giờ anh về đi. Anh về đi rồi em mới có thể tính được. Bây giờ chứ anh ở đây em rối quá. Anh cứ khóc hoài em không tính được cái em, gì em hết. Em không đưa anh 100 triệu hả? Em sẽ đưa nhưng mà bây giờ em không có tiền liền ở đây. Cái gì vậy? Anh ơi, sao anh vậy? Thì
xỉu dễ khóc quá vậy nè. Em sẽ đưa, em sẽ đưa nhưng mà không phải anh không về đâu. Nếu không có 100 triệu anh không về đâu. Anh chết ngang mặt mày quá rồi. Anh chết nên nhảy xuống cầu thang anh chết cho rồi. À, đừng để anh chui vô tủ anh đập đầu anh chết cho rồi. Đừng. Trời ơi anh ơi vô tủ nó không có bể mặt mà nó đổ vỡ ra nhiều thứ lắm anh ơi. Anh làm ơn anh. Bây giờ anh tráng giấy mặt mày quá. Anh không còn thấy đâu. Có sức nào đi về nhà được nữa. Cho anh vào cái dép dùm gì đó. Hả? Vô đâu? Dép dùm. Là cái toilet hả anh? Đúng như vậy. Rửa mặt. Định thật, phải có 100 triệu cho anh nha. Dạ, anh đi thẳng nha, đừng quẹo vô tủ nha anh nha. Sao đi? Đi về đi mà. Đi về liền đi. Em ơi, cái khăn để ở đâu vậy? À, để cái khăn để không có khăn, đi về. Để đâu? Đi về. Khăn để đâu? Em ơi. Cái khăn để đâu cho anh mượn anh lau mặt cái à? Cái kiến của em hả? Để anh lau cái kiến đây coi. Sao cái tủ của em? Dạ. Sao kiến em có gì bị lỗi phải không ta? Dạ. Sao kiếm em bữa nay sao anh mập quá vậy? Dạ tại anh vì em, quá vậy? Tại vì em ốm á cho nên là em muốn mua cái kiến cho nó nở ra cho nó. Đâu lại em đứng lại đây coi cái kiến của em coi. Không được. Kiến một bên em anh đứng thôi, một bên em vô nữa là nó bị lỗi. Sao kỳ vậy? Đâu cái kiến của em? Kể chuyện cười cho anh nghe hả? Dạ không có. Anh đọc mấy chuyện cười này trong mấy cái báo chuyện cười nhiều lắm mà. Ngoại tình trốn vô tủ lạnh rồi. Không phải, tao quýnh mày bữa nay tao đánh ghen này. Mày cởi hết quần áo rồi tao quay lại đăng Facebook. Mày cởi hết quần áo rồi cho tao. Không, đừng. Ở tao đánh ghen này. Ở bên trong em ngộ nghĩnh lắm anh ơi. Thôi mà anh nghe em đi, em nói thiệt mà. Tình ngay Lý Giang anh ơi, anh vô lộn nha. Thôi bây giờ đi về đi, anh đi về đi. Dạ. Không được, em vô lộn bà Hồng. Tao phải đánh ghen mày mới được. Mày chửi lấy đồ đi về đi. Thôi em lấy đồ về. Ai cho mày về, mày đứng đó. Anh ơi, thôi mà. Đi về đi mà, em nói thiệt. Bây giờ, trời ơi, hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm. Ủa sao làm gì nhà bà rần rần mà cửa thì không khóa vậy? Ôi Lan ơi, Lan giúp giùm Linh đi. Nói. Bây giờ anh tên gì vậy? Lim. Long Lim, Lan Linh. Đúng là 4L. Là Long lầm Lan với Lim. Long lầm Linh với Lim, Lan lựa lời lối. Cái gì vậy? Nói đó, muốn nói đó. À nói đó hả? Mà chữ lời nhiều quá nó bị liệu. Rồi bây giờ giúp đi, giải giúp giùm đi. Tại vì cái này là anh Lim, anh vô lộn nhà chứ không phải là... Lim lộn lòng. Hả? Lộn lòng. Lộn lòng. Lim lúng lầu. Lộn lòng. Lại. Lắc lui Lim quá. Lôi quá. Lôi. Lui lấy liền này hết lui rồi. Lôi lui đi lề đi. Hả? Anh ơi, đây là Lan, giới thiệu với anh là Lan là bạn khoan của em. Khoan! Anh... Đây là Linh. Hả? Linh lé. Gì? Linh không có lé, Linh mắt bình thường không có lé. Lan liệu, Linh né. À, Linh né hả? Lim có lé không? Đứng yên đó đi. Lim. Long lên lầu lấy lưỡi lam, lấy lầu lưỡi liền, Long lên lầu lấy lại. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Cái gì? Bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại đi. Cái áo này của tôi mà, tôi đã quên trên công ty phải không? Cái áo này là trả cho Linh. Còn cái thằng này nè, là nó phải trả cái điện thoại cho tôi. Em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh lại nè. Em bình tĩnh, có chuyện gì nói. Lam lầm, đây
là Long là chồng sắp cưới của Linh. Đúng rồi, Lan, mới Lan vừa trao dẫn đến hôn mà tự nhiên gọi điện thoại đây. Tại vậy Lan làm mình đừng có lộn lộn. Trời ơi, chồng sắp cưới mới cầu hôn tức thì. Mới cầu hôn, mới cầu hôn. Trời ơi, lãng mạn lắm, hát gì vậy? Anh là nô lệ của em suốt đời nữa đó. Rồi rồi tôi biết rồi, nó hát, nó tặng nó nhận trước. Ừ. Xong rồi nó hát, xong rồi sau cái màn đó đó. Ừ. Là nó mượn bàn 100 triệu phải không? Đúng, đúng rồi. Đúng đúng đúng. Em làm chứng. Tặng xong rồi hát rồi. Anh là nô lệ của em là anh Phúc cho mượn 100 triệu kinh doanh cốc. Tôi nói cho bà sao biết bà là biết hay vậy? Cái nhẫn đó là cái nhẫn giả đó. Giả gì nó chiếu quá rồi, chiếu luôn giả gì? Chiếu quá gì, cái này là nó không mua một chiếc đâu mà nó mua một rổ. Để nó đi dụ, nó lường gạt người ta, bà hiểu không? Nè, hôm bữa cũng vậy nè. Qua nhà tôi, nói yêu tôi, tặng nhẫn cho tôi, cái đầu mượn 100 triệu. Đó, 100 triệu bà mà có cho đâu, mượn không? Tiền đâu mà cho. Tôi mới lấy cái quý giá nhất là cái đời con gái của bà. Trời ơi. Ồ. Ồ. Mày mày vậy? Tôi đâu có ngu mà dại dột lấy đời của bà này. Tôi còn sát suốt tôi... Mày nói nữa hả? Thôi thôi, lúc đó làm lấy cái quý giá nhất là cái điện thoại má ơi. Ủa, điện thoại? Cái điện thoại đời mới nhất đưa cho nó. Đưa xong rồi cái nó trốn luôn tới bây giờ tôi phải đòi lại. Bây giờ mày trả cho bình tĩnh, em bình tĩnh lại. Rồi, để tôi trả. Để từ từ, để tôi trả mà. Trả lại mày. Nhanh lên. Cái gì vậy? Mình làm nô lệ cho em. Mày bình tĩnh lại. Mày điên hả? Như vậy là sao? À, trời ơi. Trời ơi, đó đó, thấy chưa? Nhiều quá. Điện thoại tôi nè. Ủa sao mày đổi hình nền vậy mày? Hình nền tao đâu? Ờ, delete rồi. Gặp mặt nó cũng tán nữa hả? Thôi nghe nè, anh Long ơi. Như vậy là thiệt hả anh Long? Thiệt, nó lương gạt đó. Ờ, anh khó nói quá. Còn chiếc này em lấy luôn á. Giờ nha, vừa mày vừa quá đi. Chứ giờ sao? Bây giờ là mày... Ôi trời ơi! Tại sao vậy hả? Tại sao đời con gái của tao bị con em lấy trộm tài sản của tao? Tại sao vậy? Tại sao mày lừa tao? Tại sao mày lừa tao? Tại sao mày muốn đợi tao vậy? Lên, tao nghe nè. Bây giờ, thôi, đúng rồi, trời ơi, có án mạng bây giờ đó. Không, bây giờ vậy nè, đừng có đánh nữa hết đó. Bây giờ thằng này nè, để tôi giải quyết mày muốn ra đây. Làm gì? Đây. Bây giờ tao đưa mày tới công an chứ làm gì? Tôi buồn quá anh ơi, tại sao tôi bị lừa như vậy chứ? Từ đây về sau làm sao tôi dám tin ai, tôi dám yêu ai nữa đây? Thôi cô yên tâm đi, cô đừng có buồn. Tôi nghĩ là nếu mà cô có một cái tình cảm, một tình yêu thật sự như vậy á, thì tôi cũng nghĩ là sau này cũng sẽ có một cái tình cảm, một cái tình yêu thật sự đang chờ cô ở trong tương lai, cô hiểu không? Đừng có buồn nữa nha. Coi như là bài học vấp ngã vậy. Hả? Anh nói đúng ha. Cái cũ không đi làm sao cái mới nó đúng đến. Cái cũ đi. Đó, cái cũ đi, cái mới mới tới. Cũng được ha. Được là anh nói thôi. À vậy thôi. Thôi tôi về. Mà cô đừng buồn quá nha. Rồi mà tôi cũng xin lỗi cô. Nguyên ngày hôm nay tôi làm phiền cô quá. Sao? Tôi đến tôi quậy phá trong căn phòng của cô. Cô đừng có buồn nữa nha. Dạ. Đừng buồn nha. Dạ. Vui lên nha. Cảm ơn anh. Không có chi. Cô đẹp quá à. Cảm ơn. Tôi cũng đẹp nữa. Đi nha. Anh ơi, khoan về rồi. Sao cái này giống trong phim quá ta? Cứ mỗi lần mà bước đi một cái, ngay khúc cuối cùng kêu tên mình quay lại, lại hay yêu nhau lắm á. Em cần gì anh? Em nói đi. Anh hứa anh sẽ làm hết. Bây giờ ngay thời điểm này em rất cần anh. Em muốn nắm anh thật chặt.
Em cần anh, em cần anh đền cho em cái cửa sổ khác. Đó, em bị lừa rồi đó. Vừa lòng anh chưa? Cái miệng anh Linh dễ sợ luôn à. Thôi được rồi, Đình Toàn sẽ đền cho Lê Khánh và quý vị khán giả một câu chuyện tình yêu khác, nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Tiết mục truyền thuyết tình yêu với phần biểu diễn của nhóm Chuồn Chuồn Giấy và phần minh họa của Vũ Đoàn Chuồn Chuồn Ớt 7 và phần minh họa của Vũ Đoàn Chuồn Chuồn Kim 7 và phần minh họa của Vũ Đoàn Xem. Em xinh như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai với ngây ngất ngóng theo. Em đang nơi nào? Em ở tuốt chân cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dẫu bị thất vọng mà vẫn níu giấc mộng, từng đêm lẻ loi ôm nỗi nhớ vấn vơ. Dẫu vẫn biết rằng người chẳng thể đôi hoài, mà sao lòng anh vẫn cứ thương những cái nuôi đợi chờ 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 hoài hả? Có nhất thiết phải nói rằng anh cũng yêu em bao lâu nay, người hỡi em không nhận ra. Nhiều khi nhớ nhớ thương thương bao đêm hình bóng anh, đợi chờ anh đến trong những giấc mơ, trao nụ hôn cùng những đóa hồng. Anh ơi sẽ mãi mãi tình anh chỉ trao cho riêng em thôi, và sẽ yêu em mà thôi. Đừng mang nước mắt cho yêu thương hoen màu rối ren, hãy làm cho em. Mệt quá không có nổi. Dạ. Gì vậy Muslin? Chàng còn cười được nữa hả? Chàng có biết không, ca hát đối với em là cực hình. Vậy mà mỗi lần gặp nhau là cứ phải ca hát hoài hả? Nàng thôi đi, đừng có đánh trống trống lãng hoài đi nha. Ta chưa có giận nàng là mai lắm rồi đó. Thiệt tình, lần nào hẹn hò ta ra chỗ này á cũng đến trễ hết trơn hết trọi, để người ta chờ cũng chết luôn. Chàng phải thông cảm cho em chứ, em đến trễ là vì em có nỗi khổ mà. Nỗi khổ? Chàng không biết gì hết á. Quốc Dương, anh trai của em á, nghiêm cấm em không có được giao du với những ngoài người xứ sở. Cho nên em phải đợi anh ấy đi ngủ rồi mới lén ra đây gặp chàng nè. Ai về đâu anh ấy hỏng ngủ. Hả? Rồi làm sao nữa? Anh ấy đó nha, bắt em ngồi uống trà, đàm đạo và còn dạy đời em nữa đó. Chết rồi, vậy làm sao nàng ra được hay vậy? Bỏ thuốc ngủ vô trà. Hả? Thì đó, mà em sợ anh ấy sẽ tỉnh lại, cho nên em bỏ đến 3 viên thuốc ngủ. Ôi trời đất ơi, nàng thiệt là bá đạo luôn á. Nếu không bá đạo thì làm sao có thể yêu được chàng hoàng tử phi cát, hot boy của Dương quốc Sabuche được chứ. Ôi, con mèo tam thể của lòng anh. Ôi, con chó mặt xệ của lòng em. Nó cười vậy, nó mặt sợ cười vậy. Chàng nói cái gì em không nghe. Người ta đẹp trai như vậy nè, mà kêu là chó mặt xệ là sao? Thì đúng rồi, thời buổi này kêu bằng gấu bằng mèo là xưa rồi. Phải kêu bằng chó mới dễ thương, phải kêu bằng chó mặt xệ. Nhưng mà ta... Kìa, muốn xì lên. Hả? Quốc Dương, chạy thôi. Đứng lại. Giỏi cho Muslin, hay cho Muslin, dám cả gan hẹn hò với cha trong hoàng cung này hả? Nếu như không nhờ nhu mẫu đánh đập ta, hả? Ôi lộn, đánh thức ta vậy, thì ta sẽ không bao giờ biết là em gái ta đã lừa dối ta rồi. Quốc Dương à, em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi, bởi vì chúng em yêu thương nhau thật lòng mà. Không thể được, em đường đường là quận chúa của Dương quốc Si Ba Chao, còn hắn là hoàng tử của Dương quốc Sa Bu Chê, là tiểu Dương quốc bị nước ta đô hộ, dòng thư gốc ổi mía diêm, mà dám dụ dỗ em gái ta là xương xa hột é. Hả? Ủa lộn, kim chi ngọc diệp. Quân mới đâu, bắt hắn lại đánh cho ta. Thôi đi, làm gì vậy, ta chưa có đánh mà. Ủa, chưa đánh hả Quốc Dương? Xin lỗi, ta làm hơi lố. Ngươi làm quá lố, bây giờ mới đánh đây nè. Quốc Dương! Quốc Dương ơi, em xin anh, tất cả mọi lỗi lầm là do em. Anh hãy đánh một mình em đi. Không,
đánh một mình ta đánh thôi. Đánh một mình em đi mà. Đánh một mình ta thôi mà. Thôi. Được rồi. Ta đã hiểu tình cảm của hai em rồi. Cho nên á, bây giờ buông tay ta ra ta đánh được chứ. Buông rồi. Limousine. Limousine là con nào? Ta gọi lộn chiếc xe của ta. Mussolini. Mì gái. Anh ơi hãy đánh em đi. Đánh ta đi. Đánh em nè. Đánh một mình ta đánh thôi. Đánh em thôi. Tình cảm của hai đứa dành cho nhau ta cảm động quá à. Cho nên ta quyết định đánh cả hai. Ôi. Quốc Dương ơi, Quốc Dương ơi, con xin người. Xin người hãy tác hợp cho chúng con đi mà. Quốc Dương ơi, em xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi. Cho dù anh có giết chết tụi em, ta sẽ đồng ý cho hai đứa một cơ hội để đánh với nhau. Cho một cơ hội thôi chàng ơi. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là hoàng tử phi bóng. Dạ. Hoàng tử phi cát. Người cũng biết ở Dương quốc của ta có một con kênh mang tên là kênh Tàu Hủ. Và con kênh này có rất là nhiều Tàu Hủ thối. Tầm bậy. Có rất nhiều rác. Thì đó, kênh Tàu Hủ mà có rất nhiều rác, cho nên gọi là Tàu Hủ thối. Thôi đi, muội đừng có nói nhảm đây nữa. Hoàng tử Phi Cát, người phải ra đó vớt sạch rác con kênh đó cho ta. Còn nếu không làm được thì đừng hòng lấy quận chúa em ta làm vợ. Và ngươi phải chịu hình phạt là hằng ngày phải ra đó tắm rửa rồi đâu. Trời đất, đây quả là một thử thách nghiệt ngà. Sợ rồi. Chàng ơi. Ta không sợ. Chàng không sợ. Phải, nàng hãy yên tâm. Nơi nào cần có phi cát, nơi nào có rác có lao công. Ủa? Thì đúng rồi, nơi nào có rác thì nhờ có thần dân và lao công của hai Dương quốc, chúng ta sẽ dọn sạch rác ở con kênh Tàu Hủ này luôn. Đúng không chàng? Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng như vậy đó. Nhưng mà hắn làm đi ta mới thấy được, ta mới tin. Dạ, tụi em nhất định sẽ làm cho anh coi. Nhưng mà trước khi làm, xin anh cho tụi em một thỉnh cầu. Ta đồng ý. Xin quốc vương hãy cho phép tụi em được ăn cơm trước kẻng. Hả? Cái gì vậy? Ủa có gì đâu. Bây giờ tụi em đói bụng quá, mà cái kẻng đánh giờ cơm trưa nó chưa có đánh, cho nên em xin anh cho em được ăn cơm trước cái giờ kẻng đánh để có sức mà đi lao động. Thôi được, ta đồng ý đó. Quốc Dương đồng ý rồi chàng ơi. Nhưng nè, phi cát, ngươi nhắm có làm được hay không? Ta làm được, xin người hãy yên tâm. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ dọn sạch con kênh đó. Được, sau 3 ngày sau tôi quay trở lại xem kết quả của nhà ngươi. Dạ. Mời tất cả thần dân xin hãy cùng với ta vớt rác. Nàng đến bên ta từ tia nắng mai, sưởi ấm tim ta bao ngày da băng. Nàng ơi hay chăng tim ta trao em tình yêu không phai. Ngày rồi khi bên nhau lòng em xôn xao vì ánh mắt ấy. Em yêu ơi đến đây trao môi hôn ngất ngây, ta say bao ước mơ giữa cơn mộng say. Đồng kênh đã hết rác rồi, ta sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau. Tình yêu lãng quên buồn đau. Ta yêu nhau mãi thôi, ta bên nhau suốt đời, ta trao nhau tình mãi không rời xa. Bài hát hay
hay quá, lãng mạn quá anh Toàn ơi. Ồ, nghe bài hát này Khánh liên tưởng tới những cái bộ phim ngày xưa, những cái phim kiếm hiệp hồi xưa anh. Hay lắm dạ, rất là giống một cái bài hát mà Khánh rất thích hồi xưa, đó là bài Uyên Ương Hồ Điệp Mộng. Tăng 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 tăng. Hay quá, lãng mạn quá ha. Nhưng mà anh Toàn nói nghe nè, cái Uyên Ương Hồ Điệp hồi xưa là nó xưa xưa xưa, thiệt là xưa rồi. Thời bây giờ nó phải là Uyên Ương Hồ Đồ. Vậy có hồ đồ nữa hả? Có luôn, có liền nghe nè. Bây giờ mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Uyên Ương Hồ Đồ của tác giả Vương Huyền Cơ qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Chí Tài, Bảo Trung, Thu Trang và Kiều Linh. Ủa chú Nam, hả chú Nam, sao rồi cái nhà tôi chú tính sao? Trời ơi mắc gì chú ơi, tôi bán giá là rẻ lắm rồi đó, chú kẹt tiền làm ăn. Trời ơi bao nhiêu người năn nỉ luôn á, người ta khóc luôn mà tôi không có bán. Tự nhiên tôi cảm thấy giống như là tôi có duyên với chú vậy đó. Giờ chú tính sao? Rồi rồi, là chú quay là chú coi một lần nữa nó được đặt cọc luôn phải không? Rồi vậy đi, ừ quyết định nhanh gọn lẹ vậy đi chú. Rồi gì tôi đợi ha. Rồi chứ không là tôi bán cho người khác rồi nghe. Rồi dạ dạ rồi rồi rồi. Thì bãi. Ủa? Vợ chồng tôi buồn lên rồi hả bay? Dạ. Sao đi đường xa mệt không con? À trời ơi đi xe khỏe thế à, không có mệt gì hết trơn á. À bãi, vậy lâu quá không gặp lại gì. Ừ. Gặp lại thấy già quá vậy. Tao chứ phải nít quỷ đâu, sống lâu năm không già. Không phải, tại mình nói thiệt thôi thì lâu ngày không gặp thì già. Lâu ngày gặp lại sao cái miệng vợ bay nó cũng có duyên được thêm miếng nào ha. Rồi thôi ngồi nghỉ mệt đi con. Dạ dạ cảm ơn dì. Ừ. Cha nhà dì Bảy đẹp quá dì Bảy ha. Ừ trời ơi bao nhiêu tiền bao nhiêu của đổ vô sao không đẹp được. Ai vô coi nhà cũng khen hết đó bay. Dạ dì Bảy. Ủa nhà đẹp quá rồi khoe của hả cho người ta vô khoe khen hoài à. Ừ con này sao bay nói chuyện cho nó duyên hơn giùm tao chút được không? Là sao? Ôi nó phải khoe của cái gì? Biết sao không? Tại dì Bảy đang đăng báo bán nhà. Ủa? Nên ta vô tôi coi nhà nên ta khen. Chứ khoe của gì? Đang yên lành gì tự nhiên bán nhà, bộ dì Bảy làm ăn thua lỗ hay sao? Không phải, khổ lắm mày ơi, tại nay có chuyện. Khổ lắm. Có con cái chia gia tài hả? Ồ dì Bảy phải chia đúng không? Bởi vì ta nói bây giờ con cái nó mất dạy lắm. Mẹ nó còn sống sờ sờ đó, mà nó đòi chia gia tài cho bằng đặng bằng được à. Tôi nói mấy cái đứa này phải đi trời đánh nha. Trời đánh nó chết cho ba má nó sáng mắt ra. Ý mày nói tao tối mắt hả con? Nên trời đánh cho ba má nó sáng mắt là tao sáng mắt đó đúng không? Ủa? Mày chù tao hả? Ủa là con gì hả? Chứ con ai? Ôi bà ơi, bà nói ít lại giùm cái coi. Bớt nói giùm tao nhờ. Dì Bảy thông cảm đi. Vợ con ở dưới quê nổi tiếng là cái gọi là cái miệng lá mơ đó. Lá mơ là sao? Mình bà cứ xì, bà muốn xì, bà muốn nghĩ gì bà xì ra. Thông cảm đi, hồi nó mới sanh ra đó. Là sao? Cái mỏ mới lừa lầu ra trước. Hèn gì. Thấy cái mỏ nó nhọn quá trời quá đất à. Bớt nói giùm tôi cái được không? Dạ anh xin lỗi gì. Ừ lỗi phải gì không biết nữa à. Biết sao không? Nói nào ngay á, dì khổ tâm lắm. Hồi còn sống á, Dượng bay có nhận đứa con nuôi đó. Rồi nghĩ sao cái bây giờ cái nó cái ghé đây thăm hoài à. Nó làm ăn thua lỗi đó. Rồi ghé đây bữa xin mấy chục, bữa xin mấy trăm ăn cơm. Rồi chưa, bữa tuần trước tới đây nói nhà nó bị giải tỏa gì đó, rồi xin lại ở nhờ. Thôi dì cũng thương gì cho nó ở nhờ, mà ở được cứ ở luôn ở lì vậy đó. Nên tôi dì bực quá, dì bán nhà cho nó xong phức cho rồi đuổi ra khỏi nhà cho xong. Trời đất ơi, tại sao là có những cái người mà tham lam như vậy? Muốn của người ta là của mình không? Ủa mà phải là con nuôi không? Hay không, là con rơi của Dượng á? Không, sợ con rơi á nha. Bây giờ hay có trường hợp đó lắm nha. Ổng như ở dưới quê mình nhớ không? Cũng có cái trường hợp vậy đó. Nói là bộ hôn con nuôi nhưng mà thật ra là đem con về cho vợ lớn nuôi. Dạ chị Tư, chị bớt nói gì chị Tư. Trời mày nghĩ sao vậy? Chị Bảy bay ra lấy được tao là mừng hết lớn. Ông vừa già vừa xấu nữa, ở đâu mà có bồ nhí mà lòi ra con rơi. Là nói nghe biết sao không? Chị thấy cái thằng này á, cái mặt nó không có giống như Bảy bay. Con nuôi, ừ chứ không phải là con rơi con rớt gì đâu. Con nuôi hả? Ừ. Ừ. Không nhưng mà nói nghe nè. Sao? Chị bán nhà đúng rồi đó. Sao vậy? Bán đúng đi chứ để mốt có đòi chia. Vô duyên, con nuôi chứ phải con ruột đâu đòi chia với chết. Trời ơi, vậy là không biết gì rồi. Sao? Ở dưới quê kìa cũng có trường hợp y chang luôn. Con nuôi nó đi kiện cái đồ chia gia tài. Con nuôi có quyền lợi như con ruột mà. Có không? Trời ơi, có luôn hả bây? Ủa sao mà biết hay vậy? Dưới quê mình kìa mới ràng ràng đó đó. Trời ơi, có vụ đầy luôn á hả? Trời ơi, không được. Này. Sao vậy? Alo, từ từ. Đúng rồi. Ngồi chơi. À?
À không, tôi không phải mẹ nó đi công chuyện rồi. Hả? Thiệt hả? Trời ơi, tôi chạy lên liền, tôi chạy lên liền. Tôi là bà ngoại đó nè. Rồi. Trời ơi, chết rồi bà ơi. Chết rồi. Trời ơi, thằng cháu ngoại của dì. À, nó chết rồi hả? Chết rồi hả dì? Đi mua vòng hoa lẹ không ơi? Thôi, chết rồi nào. Mới nói thằng cháu ngoại chết rồi. Chết, đây là có chuyện nguy kịch, hiểu không? Nó ở trên trường nó chơi sao á, bị đập đầu vô cái tường. Rồi chết luôn rồi hả? Trời ơi, nó đập đầu nó chết rồi ông ơi. Đi mua vòng hoa liền. Bà nội, tôi nói nó chết rồi nào. Hả? Đập đầu vô tường tao có nói chết chưa? Rồi như vậy là chấn thương sọ não rồi. Trời ơi, bây giờ đi vô bệnh viện hỏi tôi bác sĩ. Sọ não, cái đầu của bay vô chứ sọ não. Không phải hay gì? Không phải, bây giờ tao đưa vô bệnh viện rồi, gì phải chạy vô coi nó làm sao. Nghe chưa, ở nhà coi nhà giùm gì. Ê nè, cái thằng con nuôi của gì á, nó còn nói chút mà nó tới nó thăm gì, đem trái cây gì lên biếu gì nó cho bộ nó nói gì nó kiếm cớ vô nhà nó ở thôi. Đây coi bà đuổi ra giùm gì nghe không? Nha. Đuổi người là để của con. Nhớ nha, mà đuổi cho khéo, đừng để mít lòng em con. Dạ. Giúp giùm gì nha. Ê, khoan nữa. Hồi nữa, có hai vợ chồng tới đây coi nhà. Coi là để mua nhà đó. Tụi con tìm cách sao rồi nói giới thiệu nhà rồi này kia cho gì nghe không? Nó vô cho người ta mua nghe không? Khoan gì? Cái vụ tụi con nhờ gì sao? Quên nữa. Cái vụ ấy tao xin được chị làm tụi bay rồi. Ở trên Long Khánh á, nhà bàn của dì đó, ở trên đó làm là chỉ coi giường với tụi cho người ta thôi. Thứ bảy chủ nhật tao mới về một lần, hiểu không? Tháng 5 triệu đó, được không? Trời ơi, như vậy là mình đi làm giường thì phải bán vé số phải không? Bán vé số gì đây? Trời ơi, thường ở dưới quê con mà lên trên đây á, toàn đi bán vé số không à, chứ không có được làm giường đâu. Nói thiệt á, con là con già rồi, với con mà trẻ xíu nữa là con đi bán cà phê cũng được. Mày bán cà phê ai dám uống? Nhìn thấy ghê, thôi chạy vô bệnh viện coi sao. Nhớ nghe không? Nhớ nghe chưa? Thằng con nuôi nhớ đuổi ra gì nghe không? Để nó tỏ ra là chết. Gì? Nhưng mà cuối cùng là sao? Sao? Là cháu gì không có chết đúng không? Trời ơi, không có chết mà. Bực bội à, coi nhà cho gì nghe không? Dạ. Bà đập ơi, mà nấu năng cẩn thận giùm tôi một cái được không? Không, là tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi, chứ tôi đâu có biết đâu. Người ta nói là chỉ vô bệnh viện thôi. Lắm, chứ bộ giỡn hả? Thì nó cũng có tùy trường hợp chứ. Ê bà. Nào mình vô nhà được. Bây giờ. Mình vô nhà nha. Đâu vô nhà không gì được. Quá trời, thiệt là không. Hồi nãy hứa với dì Bảy là sao? Thì có gì đâu, thì giờ gặp cái người nào con nuôi lại, đem trái cây tới thì mình đuổi đi. Gặp hai vợ chồng tới coi nhà thì mình tiếp đón nồng hậu. Vậy là trả ơn gì bảy rồi. Nói vô cho ta mua nhà này. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, ba cái khoản này của bà tôi không có rành. Làm ông sao? Ông ơi, ông cũng làm để tôi cho, tôi rành mấy này lắm. Bà rành hả? Ừ, mấy cái chiêu trò này tôi ghê lắm. Đâu mà nói tôi nghe bà làm sao đâu. Đầu tiên á, ê, dù gì quá. Nói mà nói nhỏ tôi nghe cũng được. Nói nhỏ thôi nha, không nói lớn, nói lớn mà công người ta nghe. Trời đất ơi, bà phun cái gì mà phun khí thế vậy? Cái gì? Bà nói gì sushi không mít gì? Ôi, bà. Bà nói gì? Nói nhỏ mà ông nội nè. Ý vậy đi. Có sách theo trái cây. Tôi thấy à, giờ trái cây hơi bự nha. Cái mặt láo cá thiệt chứ. Ừ, nhìn là thấy ghét. Bà Bảy rồi. Thì Bảy không có ở nhà. Đi vắng rồi. Ai đây? Gì đây? Sao? Về. Muốn về. Kiếm gì Bảy? Bà Bảy phải không? Bà nhập viện rồi. Đừng có giỡn chơi tôi ra, mới nói chuyện tôi hồi nãy đó thầy đây trong điện thoại rồi giờ nhập viện. Bà nói chuyện điện thoại với anh đúng không? À. Hèn gì, đang nói chuyện điện thoại giật bất tỉnh, vô bệnh viện. Bây giờ quyền thừa kế căn nhà này là của tôi. Điện thoại giật. Ừ. Hồi đấy thì tôi mới nghe cái vụ điện thoại, cầm điện thoại mà giật xỉu à. Không đọc báo, bây giờ điện thoại giật chết người như chơi, nha. Phải không? Chứ sao? Nè. Trời ơi trời, tôi tính đem trái cây lại rồi. Rồi cảm ơn, giữ đi trái cây là mình ăn được. Ừ. Bây giờ nhà này là của tôi nè, bây giờ muốn cái gì nói với tôi. Không, tôi định lại gặp bà Bảy để bà... Không có cần gì hết. Tôi không cần biết mục đích anh lại đây để làm cái gì. Mà tôi nói cho anh biết là bà Bảy không ở đây, bà Bảy nhập viện rồi. Tại vì sao? Tại ngôi nhà này có ma. Cái gì? Căn nhà này có ma. Chứ sao? Thì giờ mà đừng có giỡn nha. Tôi không giỡn. Chứ tại sao cái điện thoại mà tụi nó giật chết người? Ồ. Sóng âm mạnh quá. Là sao? Mà đi tôi kể cho nghe. Đi ra coi. Chủ ơi. Sao?
Khi mà mới bước chân vô trong căn nhà này tôi lạnh dữ lắm. Âm á, người âm hiểu không? Nó làm cho mình có cảm giác rợn người. Nè tôi nói tôi còn nổi da gà nữa không thấy không? Da gà còn nổi luôn rồi đúng không? Sao kỳ vậy ta? Nhà này âm u lắm. Là sao kể tôi nghe coi, tôi muốn biết cái nhà này nó có ma là sao? Dạ chuyện là vậy nè. Tao nói hồi đó đó, bà Bảy này nè, trước khi mà bà đào móng lên bà xây nhà đó, bà phát hiện ở dưới có 18 bộ xương. Phải không? 18 bộ. Mà thay vì bà đem người ta đi hỏa táng, ta gửi vô chùa đi. Không, tiết tiền, biết làm gì không? Làm gì? Đem ra ngoài sau hè đó. Đó, ngay góc này nè, đây đây tôi chỉ cho, ngay đây nè. Đó, ngay cái góc đó đó, thấy không? Đó, đó. Cái gì vậy? Ê, 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 buông ra, buông nhà, buông. Tôi đang chỉ ông thôi, đó, cái góc đó đó. Ông thấy một cái gì đó nó âm u không? Màn đêm nó bao đúng không? Đó, bà đào lên ngay chỗ đó, bà để 18 bộ xương xuống lại, bà lấp đất lên, bà lấy cây, bà trồng lên luôn, không ai biết. Cái ghê không vậy? Ghê lắm. Ông, tiếp ông. 18 quan hồn đó, người ta bị như vậy, người ta oan ức, không thể nào đầu thai được, chỉ biết lãng vãng trong căn nhà này suốt ngày suốt đêm. Ông nói chuyện bình thường thôi, ông đừng có nói cái giọng âm, tôi sợ ma lắm á. Giọng bình thường của tôi là như vậy. Mà không thấy ghê thiệt, tôi sợ. Kể từ ngày đó trở đi, trong căn nhà này không lúc nào mà nó không xảy ra những chuyện lạ thường. Chẳng hạn như cái gì? Bà có thể kể cho cậu này nghe đi. Giúp giùm, kể tiếp giùm tôi nghe coi. Để tôi. Để tôi kể cho ông, đừng kể nữa, cái giọng ông ghê thiệt luôn á. Bởi vậy? Ngồi xuống. Giống như trong nhà tắm. Bữa đó bà đang đi tắm, hiểu không? Bà vừa bước vô trong nhà tắm. Làm cái gì đó? Sợ thì không được ôm vợ tôi. Quý đừng ôm, tôi đang kể bà ôm vậy. Sao bà làm tôi sợ quá? Tôi khùng quá, tôi đang kể ôm vậy tôi sướng, sao tôi kể? Đó. Xong, bà bước vô nhà tắm. Tôi kể lại khúc này nha. Bước vô trong nhà tắm. Tự nhiên cái cánh cửa kêu một cái. Quay ra. Bà nhìn không thấy ai hết. Rồi sao? Bà quay vô. Bà thấy vòi nước chảy. Trời đất ơi. Trời, lúc đó bà hoang mang liền. Bà thấy vòi nước chảy xối xả. Suy nghĩ. Bà nhớ ra. Tại sao? Hồi nãy bà quên khóa. Cái gì đâu có ma gì đâu. Ma ngay cái chỗ cái cửa cái két mà không thấy ai đó. Phải không? Chắc nãy tôi kể chưa nhấn cái đoạn đó đúng không? Kể lại nhấn cái đoạn này nè. Không được rồi, kể tiếp cái gì khác đi, kể tiếp đúng không? Tiếp. Cái chuyện này mới chính nè. Chuyện nào chính? Vừa thấy vòi nước là bà nhớ ra là bà quên khóa, cái xong một cái mà ghê nè. Cái gì ghê? Bà khóa vòi nước lại. Khóa lại? Hết. Ủa đâu có ma gì đâu má. Trời ơi, ông nội này, tôi nói ma là cái cửa đó. Cái ma sao mình thấy được? Thì cái cửa quay qua không thấy ai, là ma nằm ngay chỗ đó đó. Hình như ông không tin. Chuyện là bình thường thôi. Đó, đây là chồng tôi thấy nè. Chuyện của tôi mới thấy ghê. Chuyện gì vậy? Cầm lại đi. Chứ ta đánh đường hồi là nguy hiểm lắm. Có một đêm trời mưa gió bão bụt, dì Bảy từ từ tiến vô phòng ngủ. Trong phòng ngủ có gì? Nằm xuống, không gian rất yên lặng, chợt có một luồng ánh sáng lóe qua. Buông ra. Người đau quá thì sao? Lợi dụng hả? Sao phải sợ quá? Đừng có giả bộ mà ôm vợ tôi hoài. Tôi mặt ghê quá. Mấy ngày kể khúc là chính nè. Giữa anh xoan lập lòe, nửa sáng nửa tối,
gì vậy? Trợn mắt lên và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm gì? Ngủ. Ủa sao ngủ hoài hả? Đợi đi. Khi nào? Ngủ tới nửa đêm là vậy à? Trời ơi, giờ nói giờ này mà đợi tới nửa đêm sao chết rồi. Khúc chính nó nằm ở đây nè. Sao đẩy về chính hoài vậy? Ông mở từ đường đó. Nửa đêm rồi. Sao vậy? Bà bay đứng lên. Bà đứng lên làm gì? Tiến ra cửa phòng. Tiến ra cửa phòng. Mở cửa ra. Bà làm gì? Cái tiếng cửa là lâu ngày không vô dầu nó kêu. Rồi sao? Vừa bảy tiếng vào. Vô đâu? Đi toilet. Sau đó sao? Trở lại giường. Làm gì? Nhắm mắt. Bà làm gì nữa vậy? Bà ngủ. Thì sao ngủ hoài vậy? Đi toilet xong rồi vô ngủ. Đúng rồi ba. Đi toilet xong vô ngủ? Ừ. Đâu có ma gì đâu. Ma là cái khúc ở trong toilet đó. Sao tôi không có nói gì trong toilet của ma để... Cái khúc trong toilet gặp ma. Ừ. Nhưng mà tại vì ba chưa có kể cho nên sao tôi kể được. Trong toilet ba gặp ma, bà chắc bà sợ sao bà không có kể luôn, bà giấu. Chưa đâu. Khúc này mới chín nè. Nãy giờ chín ngoài vậy? Không, nãy giờ tái thôi, khúc này chín nè. Trong lúc ba đi toilet. Sao? Tự nhiên có một giọng hát. Hát gì? La 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 la. La 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 la. À! Thằng lao không ơi. Ủa giống ma con nít quá vậy. Trời ơi thiệt á, người ta đang kể không khí rùng rợn thì cái hát cái bài gì cháu lên ba vậy? Tôi lộn. Không phải bài đó. Cái bài gì? Bài khác, bài thương. Bài rất rùng rợn. Hả? Làm lại. Trong không gian âm u cùng nhau kêu về âm. Lùng cơn gió về ào. Nghe trang lanh lùng. Trời ơi, nghĩa trang cái đồng này. 18 vong hồn mà, nghĩa trang là đúng rồi. Hợp ca luôn hả? Ừ. Ông làm cái gì? Chết cha. Hả? Ông bị nhập rồi. Trời ơi. Ông ơi, bình tĩnh lại ông trời ơi. Thôi, tôi cảm ơn nha. Trời ơi ông ơi, đừng có bỏ tôi. Tôi cảm ơn mấy người, nhờ mấy người mà tôi biết được cái nhà này. Tôi cảm ơn tôi. Anh ơi, sợ quá. Anh ơi, chồng anh lại giúp em anh ơi. Ôi. Trời ơi, hay quá chồng ơi. Trời ơi, hay ghê sợ luôn rồi. Trời ơi, kể chuyện ông làm tôi sợ thiệt luôn không? Ông ghê lắm luôn á, cái hồn dễ sợ hồn luôn không? Gì vậy? Đi rồi. Ai đi? Quỷ con nuôi đi rồi. Nó đi nhưng mà tôi chưa đi mà. Ôi, giỡn nữa. Giỡn hoài. Ai giỡn với bà? La 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 la. La 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 la. Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ nghe ông. Nhưng nãy giờ tôi có nói gì đụng chạm đến mấy người khuất mặt làm ơn phương tay. Tại sao mấy người đem cái chuyện chết chóc của 18 người trong nhà này ra làm trò đùa vậy? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói gì sai rồi, mơn phước tha cho tôi. Đừng có làm gì chồng tôi hết, trả chồng còn tôi làm dám gì làm tôi. Như vậy nữa không? Không, ơi, làm mơn phước tha chồng tôi. À, vui quá. Giỡn chơi với bà thôi. Giỡn hả? Bà thường ngày mà ăn hiếp tôi quá, tôi ghét, tôi giỡn chơi với bà thôi. Cái gì vậy? Hả? La la la. Sao rồi? À,
ba giờ bảy có gì tới chưa hả? Dạ gì vậy à, có được bảy giờ bả má gọi gì đêm hôm nhắc mà nó sợ nó không gì bảy sao đi lẹ về vậy. Trời ơi rồi xong rồi vô nhà tôi xong hết rồi sao. Ủa sao là mua áo quan chưa hụt áo quan gì mày. Ủa cái gì áo quan gì sao vậy mới chết hả nói bậy nó bạ còn chết rồi chết. Thường thăm vô là phải lâu chứ sao gì về lẹ vậy. U đầu chút xíu thôi hà. Trời ơi u đầu thôi mà. Lắp xong rồi. Nó nghe là khách của gì tới chưa. Tới rồi. Tới rồi hả. Đuổi đi rồi. Ta con nuôi phải không. Đúng rồi đem cái cày tới. Đuổi đi luôn hả. Đuổi đi nó không có dám tới ở đâu yên tâm. Trời ơi sao tụi bay hay dữ vậy bay. Vì đuổi hoài nó không đi đó. Vợ con mà. Nghe hay lắm. Ừ mai mốt mà có mấy vụ đuổi người ta kêu bay lên nữa. Vợ chồng con. Phiền lắm mà. Alo tôi nghe nè. Sao? Ủa anh Nam sao anh không tới coi nhà? Cái gì? Nhà tôi có ma. Ai nói? Trời ơi không có đâu. Chắc là hàng xóm đó người ta ghét tôi, ganh ghét nó ghen ăn tức ở hiểu không? Nhà tôi xây nhà bự quá nè, ta ghét ta chọt vậy thôi. Làm gì có. Làm gì mà cứ vụ 18 bộ xương. Thôi được rồi anh cứ tới đây. Anh tới đây đi, ba mặt một lời. Ai nói tôi kêu người đã qua tôi nắm đầu đã qua đây luôn. Ba mặt một lời anh tới liền cho tôi nghe chưa? Rồi tôi đợi. Ủa chứ quân cái ngủ nè mà ác ôn. Thì tướng nó trời không đánh tấn không đâm nó cũng uổng lắm nè. Sao vậy? Nó nghĩ sao nó đi nói nhà gì có ma. Ai vậy? Thì bởi vậy gì nó có biết. Ủa mà sao gì biết cái tin là nhà gì có ma? Thì nè, ông Nam mua nhà. Chị gọi điện, anh nó gọi điện cho chị giờ hỏi sao chưa tới coi. Nó nói là tới rồi, nó gặp ai đó là nói đồn lên là nhà gì có ma. Về Long Khánh, về Long Khánh. Thôi đi, chỗ Long Khánh làm vườn đúng không vậy? Đi, nhanh. Ủa, mà tôi biết đường đâu đi. Đi xuống Long Khánh là tự tìm, tự hỏi. Thôi đấy rồi, tự tìm. Phải ăn bữa cơm với gì chứ mới vừa ăn rồi. Khỏi. Không ai ngủ đâu, ăn uống là mất chuyện đi chơi. Ủa, người khác tới xin việc làm sao? Mà làm sao mà biết đường? Khỏi được rồi, không hỏi. Ủa, làm sao biết đường? Tôi đang kỳ cục mà. Gì vậy? Mày ơi. Trời đất ơi, ai này làm gì khó hiểu dữ trời. Trời ơi, cậu Nam. Vô đây. Tôi nói cậu nghe. Bà làm tôi mất thời giờ quá. Mất thời giờ cái gì? Bà mới nằm bệnh viện sao bà ra liền? Ủa, tôi nằm bệnh viện hồi nào? Trời đất ơi, ở nhà tôi nói nè. Tôi biết rồi, hàng xóm đồn nữa đâu. Người ta ghét tôi, người ta trù tôi vô bệnh viện nằm ở trọng đó, anh thấy không? Bởi vì ghét cái đồn tùm lum á. Nói nhà này là ba có ba nè. Bậy. Nửa đêm bà bị mở nước đồn tùm lum ở trong nhà nè. Trời đất ơi, hồi nào? Tôi sống đây mấy chục năm trời có bị gì đâu mà nói ma cỏ gì ở đây? Có. Ai nói bây giờ, anh nói đi. Con tám đầu sớm đúng không? Hay là con năm lẻ bên này? Không có con tám, con năm nữa. Tôi lôi đầu ra đây. Người trong nhà này nè. Đó, ra đây đi. Chỗ chậu bông, chậu bông nè. Đó, ra đây. Hả? Đưa nè. Tân hả? Nè. Ai nữa? Hai chồng nè. Ôi trời. Ra đây. Tụi bay ra đây. Trời ơi, sao kỳ vậy tụi bay? Sao vậy? Dạ đồn nhà gì có ma là sao? Dạ đầu đuôi chuyện này là sao? Con không biết gì hết, hỏi vợ con đi. Nhà có ma kêu ta lại bán à? Là hai đứa này nói với anh đúng không? Đúng rồi. Không phải sao vậy? Hồi nãy con tưởng đâu là cái này là con nuôi có gì. Nè xách vỗ cái cây bự, con tưởng đâu con nuôi cho nên con mới nói có ma hù con đuổi đi. Dạ đâu biết tới con nhà. Kêu đuổi đi, đuổi con nuôi gì đi. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Sơn xác tàu lao cơ mà. Trời đất ơi, cậu biết sao không? Nó lộn người. Tôi là tôi kêu nó đuổi cái thằng con nuôi tôi kìa. Nên nó giả bộ nó nhắc ma, nó hù ta. Thôi mấy người đừng có làm cái chuyện mà mờ ám. Thôi bà đặt cái nhà bà có ma đó là không bây giờ tôi có đâu. Nãy thì có tôi đem cho là không. Nó nghe nè. Nè, tôi đem tiền tôi đặt cọc cho bà nè. Bây giờ cái nhà này có ma, không bao giờ tôi mua cái nhà có đâu. Hỏi. Nghe tôi giải thích cái đã. Trời đất ơi, đâu có ma cỏ gì đâu anh ơi, trời đất ơi, cũng tại tụi bay đó, người ta vô người ta gần tới mua nhà rồi à, ta đem cọc tiền tới đặt cọc rồi à, trời ơi, tiền vô tới họng rồi, tao cũng được lấy là sao hả, ma cỏ gì ở đây, còn đồn là có ma hả, có 18 bộ xương hả, tụi bay dọn vô ở đi, để coi 18 bộ xương nó có ăn thịt tụi bay hay không hả, dọn vô ở đi, đồ hồ đồ. Như vậy là ngày hôm nay quý vị đã thưởng thức được rất nhiều cung bậc của tình yêu, rất nhiều màu sắc của tình yêu. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những trận cười thật sảng khoái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đã chọn cho riêng mình một màu sắc của tình yêu rồi, đúng không quý vị? Đúng như vậy, chương trình Danh Hài Đất Việt luôn mong muốn mang đến cho quý vị những tràng cười thật thoải mái, giải phóng đi những lo toan bộn bề của cuộc sống. Một, một, một,
Một gì vậy? Một lần nữa, Đinh Toàn và Lê Khánh xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Sao? Cái gì vậy? Sao chương trình này? Là tôi đẹp nè, tôi cũng có chút nhan sắc, tôi thì cũng từ từ chứ làm vậy bị khó á. Có xài điện thoại không? Có. Móc ra. Nè. Bấm đi. Nè. 0909 15 15 0808 gọi về nhắn tin nha. Ê, kỳ vậy? Trời đất ơi, tôi đâu có muốn nhắn tin với cô đâu, đâu có phải cô đâu đưa số điện thoại làm gì? Ủa chứ không cô đi theo làm gì? Trời đất ơi, em không nhớ hả? Anh là chồng của em đây. Vợ ơi, trở về bên anh đi vợ. Anh là chồng em nè vợ. Trời ơi, chưa bao giờ được đám cưới nha. Mà nói thiệt với anh nó nghe nè, trong cái playlist bạn bè của em mà người yêu của em á, chưa bao giờ mà nhiều quá em đâu có nhớ anh đâu. Anh là ai? Nhắc nhớ. Trời đất ơi, em có nguyên một list bạn trai luôn hả? Một list. Trời ơi, mối quan hệ em rộng quá. Em không phải là dạng dừa đâu. Mà nè, anh sẽ nhắc cho em nhớ. Anh đây, anh là chồng của em đây. Vợ ơi, trở về nhà với anh đi. Trở về nhà với anh đi mà vợ. Vợ ơi, em đừng có chạy nữa. Anh với em không kịp đâu. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi, em đừng có chạy nữa mà. Vợ ơi. Em đừng có vậy. Mày tránh ra con gà đang kiếm vợ nè. Vợ ơi. Em đi đâu vậy vợ? Vợ em đừng có chạy nữa mà. Anh không ký vào nổi em đâu. Cái gì vậy? Hả? Chị thấy cô la kêu cứu đúng không? Thì tôi ra tôi cứu cô này làm gì chạy vòng xô té hoài vậy? Ủa? Là anh cứu em hả? Thì cứu nè. Trời ơi, nói cho anh nghe nè, tự nhiên cái không biết đâu ra đi theo lẻo đẻo theo em nè. Cứu em đi. Ha, nè tên kia là ai mà lại đi theo con gái người ta là sao? Tao mới là người phải hỏi ngươi á. Ngươi là ai? Nếu như ngươi đã thật tâm muốn biết thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời. Ta chính là chàng trai. Trời đất ơi, trời ơi, nhìn là biết chàng trai rồi chứ không lẽ là con gái. Ủa dạ, thôi nói gì vậy? Nè người lạ, ngươi làm cái gì mà đi ra đây ức hiếp nữ nhi là sao? Trời đất ơi, tôi có ức hiếp nữ nhi đâu, đó là vợ của tôi. Trời đất ơi, bà này vợ người ta thì qua bên đó nói chuyện với chồng đi. Lại đây chồng mà đóng cửa dạy nhau trong nhà đi ra ngoài đây la sùm. Tôi tưởng chuyện gì tôi đã cứu, tôi rảnh rỗi dễ sợ. Thôi bye nha, đi. Trời ơi, không có phải, có quen biết gì đâu, đâu có phải vợ chồng quen đâu. Gì đó. Tôi cũng quen biết đâu, trời đất ơi, đây chủ một cái là lòi cái mặt ra liền. Không phải là chồng người ta mà đi theo làm cái gì? Vợ ơi vợ, trời đất ơi anh ơi, cô bị mất trí nhớ, cô không có nhớ ra tôi. Vậy là cái bà này. Trời ơi, không có phải, em với ảnh không có quen nhau gì hết trơn á chàng trai. Trời ơi, trời sao? Mày giọng nói chàng trai nghe nè. Khi mà bước ra đường á, gặp một người phụ nữ gọi là mong manh, vệ vợ, yếu đuối như em thì anh phải có nhiệm vụ cứu em chứ, tại sao nãy giờ anh không cứu em đây? Tôi nhìn bà là tôi cứu ổng trước đó. Nhưng mà theo quy luật là chàng trai phải cứu cô gái. Là phải cứu hả? Đúng rồi. Thế cuối cùng là sao, nói dối hả? Nói dối ha. Thì ra là nói dối. Trời đất ơi, sao? Trời đất ơi, bạn còn cô ta mới là người nói dối á. Đàn bà con gái mà nói dối người ta là sao? Không có, ổng có xạo á. Nói xạo. Nói lao ha. Nói leo á. Nói leo hả? Nói leo là ông á, chàng trai nói leo á. Tôi nói ông. Tôi. Ông ba phải vừa phải thôi. Làm gì hả, ra đây cứu tôi hay ra đây ông làm gì? Đâu ra cứu thiệt, nhưng mà gió chừng nào mình theo chiều đó thôi. Vậy mà ơi. Bây giờ cứu em đi, nhiệm vụ anh là phải cứu em đúng không? Cứu. Cứu đi. Thôi, ngươi làm gì vậy? Ê, mày làm gì vậy? Múa vỏ. Trời ơi, múa vỏ kìa. Không phải, cái này em thấy quen, cái này ta gọi là múa đương đại. Múa đương đại hả? Ê, giờ nó chuyển qua cái khác rồi kìa. Nó múa nhân gian á, đi quả chám. Dễ sợ luôn. Em, có một hồi nào á, tí nữa nó múa cột luôn không? Ai biết đâu, em biết không đâu, tao nói. Ê, nó múa cột thiệt đó kìa. Ê, em biết múa cột không? Em biết múa cột không? Múa đẹp dễ sợ. Em biết múa cột không? Em biết múa cột chứ. Vậy hả? Em múa cột đành ngoài à. Làm vui. Làm vui. Chị có quen biết gì đâu mà chị ôm sao vậy em nổi. Tên kia, đã sợ ta chưa? Cứu đi.
Không có sợ, ổng không có sợ mà tôi sợ nè ông nội. Tại sao lại sợ? Đúng rồi, bắt mặt tôi nè. Trời đất ơi, Dung đi ra làm gì? Thế ra kia đứng đi khỏi chung. Xin lỗi gì? Trời, ê, người đã sợ ta chưa? Không sợ. Trời ơi, mày làm gì? Làm gì vậy? Làm chó sủa cho nó sợ. Ê, mày không có cắn mày nha. Đây làm gì, làm gì, làm gì? Đó là mẹt rê, tôi là Pitbull. Con này dữ hơn nè, mày vậy? Ôi, đúng lại là bây giờ em nói cho anh nghe nè. Câu chuyện bây giờ hắn với em, hắn rình em từ trong cái ngõ đó đi ra tới đây. Trời đất ơi, em nói cái gì vậy? Anh là chồng của em mà. Không, em phải nhớ lại giùm anh đi. Được rồi, anh là chồng của em. Em ơi, em nhớ lại giùm anh đi. Anh là chồng của em mà. Em nhớ lại giùm anh. Anh là chồng của em. Chết ca đi. Trời đất ơi, chuyện nhà chồng người ta. Bây giờ chồng tôi nói vậy mà. Chồng tôi nói vậy. Trời đất ơi, trời đất ơi. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao vậy hả? Nói bao nhiêu là không bị. Nói bao nhiêu là không bức mình hả? Mày ơi à, má tha. Giờ sao? Đúng, anh đứng sau lưng em nè. Được ha. Giờ sao? Con nhỏ này nha, hôm nay mày may mắn. Ừ. Còn thằng kia nữa, tao cảnh cáo mày. Tao cảnh cáo mày, mày mốt không được khen chuyện người khác kìa chưa? Được rồi, mày hay lắm. Bún ba cây chi. À, đi ăn bún cà ri. Cái gì vậy? Ăn bún cà ri. Cái gì vậy? Cô có sao không? Kiểm tra này có bị sao không? Em cảm ơn chàng. Hả? Em cảm ơn chàng nhiều lắm nha. Nếu mà như không có chàng cứu em á, chắc có lẽ em bị nó bắt cóc mất rồi. Thôi không có gì đâu. Nói mà sao mà em hả? Ủa? Sao vậy? Ủa nãy thấy em đeo cái túi màu đen đúng không? Không biết lo làm chó quá không để ý. Rồi đâu rồi? Ai biết đâu. Rõ ràng hồi nãy em còn cầm trên tay đây mà. Chết cha, vậy là có khi nào chết rồi. Đúng rồi, nó lấy rồi. Không được đâu. Bao nhiêu tiền bạc em dành dụm, em làm đụng cái năm nay á, em đi về quê lên xe đây, đem về cho mẹ em đó. Bây giờ ái chân tức tức lấy mất của em vậy rồi sao mà em có tiền em về đây anh? Thôi nè, nín đừng có khóc. Thôi vậy nè, giờ tôi cũng còn chút đỉnh. Thôi ráng thu xếp về quê đi nha. Không được, không được đâu, em có lấy đâu anh ơi. Thôi nè, cầm không lấy tiền của người lạ đâu. Cầm cho tôi vui đi nè, tổng cộng là 2 triệu đó. Không được đâu, thôi em không lấy đâu. Thôi cứ cầm cho tôi vui đi, không có gì hết. Anh ơi em không lấy đâu, làm vậy thôi, kỳ lắm không. Anh giữ ơi, đi. Anh ơi thôi em lấy. Thì lấy đi. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dòng với cái quần đó, thế nào nó cũng gặp nạn hơn em à. Em cảm ơn anh nhiều. Thu xếp về quê đi nha. Vậy có là gì có đâu. Tiền về quê. Trời. Lần sau em lên em sẽ đền đáp cho anh. Em sẽ đền đáp cho anh. Mày lấy tiền để coi nè. Thương mến, khi mà bây giờ em có thể nói chuyện với khán giả mà em bỏ cái dù được không? Dạ được chứ. Sao nãy giờ cầm hoài vậy? Thôi quen đó anh. Đi. Đất ơi. Trời ơi, nó nhẹ tay vậy sao? Sao vậy? Ủa quên, liệu. Kỳ cục ghê vậy rồi. Anh Đình Toàn ơi, xem tiểu phẩm xong á, em buồn quá à. Sao vậy? Tại vì á, em cứ nghĩ là trên đời đều có tình yêu thật lòng. Không lẽ bây giờ là không còn tình yêu thật lòng sao hả anh? Thật ra nó chỉ là một sắc thái khác, một màu khác của tình yêu thôi. Và đương nhiên cũng có những cái chỉ gọi là mượn danh tình yêu thôi. Nhưng tình yêu luôn luôn có nhiều màu sắc và nhiều muôn hình vạn trạng của nó. Em hiểu không? Giống như hồi đó anh rất thích một vở kịch có tên là Số Phận Trớ Trêu. À, kịch Nga phải không? Chính xác. Kể về một anh chàng đi lộn thành phố, đến một căn nhà ở trong một cái chung cư, đến một căn phòng mà tất cả những cái thiết kế nó đều giống y chang nhau, thậm chí ổ khóa cũng giống nhau, một chìa khóa cũng giống nhau. Và anh ta bước vào căn phòng của một cô gái ở một thành phố khác. Nhưng cuối cùng họ gặp nhau và bắt đầu có tình cảm với nhau. Cho nên á, ở trong tình yêu quan trọng nhất là người ta phải nói đến chữ duyên. Nghe anh kể về câu chuyện của những người Nga thì em nghĩ rằng là bên Việt Nam chúng ta cũng có câu chuyện đó nữa đó. Phải không? Ở đâu? Dạ, ở Việt Nam chúng ta bây giờ có những tòa nhà xây rất là giống nhau, thiết kế cũng giống nhau, cho nên xảy ra tình trạng vô lộn nhà. Nói đâu xa, em bị dính với trường hợp đó rồi, người ta vô lộn nhà em đó anh. Người ta vô lộn nhà em? Dạ. Rồi người ta có sao không? Dạ không.
Ủa sao người ta sáng suốt, người ta hên quá vậy ta? Tại vì người ta đề phòng em rồi. Tính ra người ta thông minh. Vừa lòng anh chưa? Chút chút. Kỳ cục quá à. Anh chọc em thôi. Ủa nhưng mà vô lộn nhà em rồi làm sao? Trời ơi thì mới có chuyện xảy ra chứ làm sao. Chuyện xảy ra làm sao? Bây giờ anh muốn biết đúng không? Muốn. Bây giờ Lê Khánh xin mời anh Đình Toàn cũng như là quý vị khán giả cùng đến với tiểu phẩm Tình Yêu Lộn Phòng của tác giả Phạm Tân, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Lê Hoàng, nghệ sĩ Hứa Minh Đạt, nghệ sĩ Hoàng Tuấn, nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ và nghệ sĩ em. Ủa nghệ sĩ em là ai? Là nghệ sĩ em. Ủa sao anh nghe tên lạ quắc vậy? Mới hả? Cũ rích hả? Ủa nhưng mà ai là nghệ sĩ em? Là em, là nghệ sĩ em. Là ai tên gì? Dạ là nghệ sĩ Lê Khánh. Đình Toàn và Lê Khánh chào mừng quý vị đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Quý vị thân mến, và để không làm mất thời gian của quý vị, Lê Khánh xin được mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất dễ thương, rất sôi động. Nhạc phẩm được mang tên Một Mình Anh. Hả? Em nghĩ sao có một mình anh mà sôi động, đúng là phải một đống anh chứ. Vậy mà bao sôi động mới ghê chứ. Sao mà bao? Em chắc chắn luôn, bởi vì đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyên Vũ cùng với vũ đoàn Window. Anh bước tiếp trên con đường xưa. Whoa, whoa, whoa.
Thì ra không phải chỉ một mình ca sĩ Nguyên Vũ còn mà còn có cả một vũ đoàn nữa, cho nên chắc chắn không phải là một mình anh rồi, đúng không thưa quý vị? Gì vậy Khánh? Gì vậy? Có nghe anh nói gì không? Dạ không. Bộ mới mua điện thoại sao đem khoe vậy? Dạ đúng rồi. Chơi gì đó? Em đang chơi game. Trời, cái game này hay ghê á. Em đang chơi game Candy Soda là vui lắm anh. Mồi, Candy Soda mà vui cái gì? Có nhiều game hả? Hay hơn nhiều, trí tuệ hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều. À đúng rồi đó. Em nghe người ta nói là có game audition rồi game nông trại nữa, vui lắm á anh hả? Đó đó, chính xác đó. Anh muốn nói đến cái game trồng trọt đó đó. Chính vì cái game đó mà nhiều người tự nhiên đâm ra gây lộn rồi không nhìn mặt nhau luôn. Ủa dữ vậy hả? Chuyện sao kể cho em nghe với lại khán giả nghe với. Chắc chắn rồi. Mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Nông Trại Ảo của tác giả Vũ Thanh. Chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những tràng cười sảng khoái. Trời, mới có thời gian ngắn không đi uống cà phê tao bây giờ mọc lên thêm quán nữa. Uống quán nào ta? Quán này đi, quán này quen uống. Ủa sao qua bộ bà Tám này bà sang quán rồi sao mà quán này lạ quá rồi đó. Chà, quán này mới dữ ha. Bà này chắc làm ăn lỗ lã rồi bữa sang rồi. Chủ quán. Hi. Chủ quán gì đẹp dữ. Hello. Hello. Hai. Ba. Hai. Ba. Hello. Hỏi bà là em bà Tám không? No. I am Tam no. Gì? I'm Tam no. Không hiểu. Tám nổ bà ơi bà. Thế là anh không có cho để giấu. Nói tiếng Anh gì giống kêu chó no, no. Trời vô duyên quá. Về anh lắm. Lên Sài Gòn về đẹp vậy. Em lên Sài Gòn em nói thiệt với anh á, em lên chợ mới nứt con mắt em ra. Dạ. Biết bao nhiêu chuyện hay, biết bao nhiêu chuyện đẹp anh. Như cái quán này nè, em đi lên chợ em thấy người ta bán quán cà phê, người ta để mấy cái ghế gỗ, bàn gỗ, em nói trời ơi nó đẹp quá. Ủa về bà làm á hả? Em về em làm liền, em mượn tiền em làm liền anh. Hay quá. Chứ hồi đó anh nhớ không, quán em sặc sệ giống như vậy nè. Anh thấy không? Mà ác nghiệt anh ơi. Sao sao? Phong thủy. Phong thủy sao? Từ khi em sửa cái quán xong á, không bán được một người khách nào luôn anh. Gì á? Ế, tôi nói thiệt, ế mà ế. Không, mình buôn bán mình không được nói chữ ế. Đúng rồi. Nó nói gì? Nó lạnh. Nó lạnh tanh luôn anh. Tôi nói bà nghe nè, bà Mười không đóng như vậy đó. Hồi đó buôn bán nó sập sệ đó, bán ngoài đường vậy đó. Mà bán đắt dữ lắm luôn. Tự nhiên bây giờ đó là cái quán bà sửa sang lại làm cho đẹp lên á. Rồi bán ế như vậy à. Bởi vì em nói mấy cái này không có tin không có được. Mình phải coi ngày coi giờ mình cúng kiến xong rồi mình mới có thể mình sửa được. Anh hiểu không? Nhưng mà anh ơi em vẫn còn vui. Sao sao? Tại vì cái quán em á, thí dụ mà mình sửa xong rồi nó bị sai phong thủy em ế không nói. Còn quỷ này nè anh, quỷ quán đối diện nè anh. Nó để quán nó từ đó tới giờ luôn, nó chơi phong thủy với em. Quán nó cũng ế nhệ anh thấy không? Quán nó ế nhệ luôn, ế từ xưa đến nay luôn, nó đấu đâu có lại em. Vậy hả? Ủa mà bà bán quán là nhiều chuyện. Cà phê đâu? Ủa uống cà phê hả? Không lẽ lại đi ngồi chơi. Chờ em uống cà phê. Bữa nay em pha cà phê công thức mới luôn. Công nghệ mới là sao? Công nghệ mới ở trên Sài Gòn.
Cà phê Sài Gòn. Dạ. Chà đã kìa. Chờ chờ em nha. Lâu lắm rồi không có lên Sài Gòn. Giờ đây về ở đây có cà phê Sài Gòn cũng đã luôn à. Chứ sao anh, trời ơi mình phải học hỏi cái mới chứ. Ông hút không? Thôi khỏi khỏi bà ơi. Thôi kệ đi, cho ông hút vô chỗ đẹp. Công nghệ Sài Gòn đó hả? Công nghệ Sài Gòn của em á. Lâu lắm rồi tôi không lên Sài Gòn. Tao bữa kỳ đầu tôi lên Sài Gòn tôi uống liền cà phê nó ngon gì đâu á. Tao tim nó ép luôn á. Sao vậy? Nó mạnh quá đó. À đúng rồi anh. Ngon lắm. Cà phê... uống thử đi, uống thử coi em pha ngon không mà sao ế. Ngon chắc chắn vào cái màu thấy ngon. Đó nó chưa nhìn đậm đặc liền. À! Gì vậy? Năm. Năm. Cà phê gì đắng dữ. Khùng ba. Đắng ghét hả? Đắng gì đắng? Bà coi coi. Nè, bà uống thử đi. Uống ngọt chi tiểu đường. Bà uống thử đi. Không tôi phải là bỏ đường rồi. Sao đắng như vậy? Bà uống thử bà làm thử biết không? Trời đất ơi, bà quên bỏ đường hay gì đó đắng lắm. Cái nội này tôi bỏ đường rõ ràng. Trời ơi. Bỏ lộn ly kia. Kêu con ly rồi bà bỏ lộn ly kia. Ngon thiệt á. Tôi bỏ lộn ly hồi sáng á. Sáng tôi uống tự uống rồi bỏ lộn. Rồi đó, rồi nè. Tôi bỏ rồi đó, anh uống thử coi. Rồi chưa? Bỏ rồi, rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Ý. Cái gì vậy? Đắng ghét bà ơi. Bỏ rồi. Bỏ đầu đi đâu, sao thấy đường gì đâu. Chưa có tan, tôi bỏ vô anh quậy lên mà. Đường tinh luyện mà nó lâu tan. Tinh luyện cái gì? Bà mua bán cái đường cát mà để vô mà có hai bà hộp thì sao đẩy được. Anh đắng ghét à. Cười quá à. Bỏ đường rồi uống chi ngọt rồi tốn tiền thuốc. Thôi, thôi, bỏ đi tôi uống đâu. Mệt cà phê gì kỳ quá luôn. Đây 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 đây, nè, lấy đường cho. Quán quán cà phê gì mà kẹo hà tiện quá luôn. Ê nè 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 nè, tôi cấm anh nói cái chữ kia nha. Gì? Không có nói kẹo kéo gì ở đây trơn trời đó. Trong quán cà phê gì cấm ta đủ thứ hết trơn hả? Ờ. Ê cũng cấm thì cũng cấm hết trơn. Đó nè. Ăn giọng gì ăn giọng hết đi. Trời quán cà phê ăn giọng. Chủ quán cà phê nói chuyện kỳ á. Uống cà phê hay ăn chè vậy ông nội? Tôi uống ngọt quen rồi. Trời đất ơi thiệt tình. Dẹp đi. Vậy đó mới là vừa uống chứ. Tự nhiên là đưa đem ly cà phê đắng ghét làm ai uống được. Uống đi cho tiểu đường với bà. Gì nữa? Gì vậy? Cà phê gì mặn dữ. Chết cha lấy lộn cái hũ bột nêm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hủ bột nêm để ngồi về nấu canh mà quên, bỏ lộn. Bột nêm bà cho tôi uống cái kiểu này, trời ơi, cái đầu óc, cái đầu tôi còn cái gì não tôi nữa. Sao, 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 sao anh? Bột nêm mình cũng ăn vô mà. Ăn vô mà đâu có ăn dữ vậy, ba muỗng, bà thấy không? Cái đầu nấu 10 lên nấu canh luôn, chưa thấm nữa. Thôi uống trà vô đi. Hai. Khùng ra. Chữa lửa. Ba buôn bán về, chứ ế phải rồi. Nè. Hả? Ế nữa. Anh nói ế luôn, tôi quýnh lên luôn tên ông. Tôi nói là cấm nói cái chữ đó nha. Lạnh lẽo, lạnh lẽo. Ừ, lạnh lẽo. Mà lạnh thiệt luôn anh ơi. Nói nghe. Gì? Quên nữa. Sao? Quán bà vắng quá, lạnh lẽo quá. Ờ. Bà có số điện thoại cho Sáu không? Chi vậy? Lâu quá rồi tôi không gặp giả làm gì ra trốn tôi hay sao á. Hay là cái bệnh nằm bệnh viện. Trời ơi. Ủa ông với ông có thân nhau không vậy? Thân ai để lo. Hèn gì trù người ta thấy thương luôn à. Trù gì? Tôi tự nhiên nói người ta nằm bệnh viện. Lo lắng thôi, trong lòng lo lắng thôi, bạn bè thân thích với nhau. Kêu cha lại uống cà phê cho có tụ rồi nói chơi chứ để quán gì kỳ. Anh mới nói cái gì? Kêu anh Sáu làm cái gì? Uống cà phê. Năm. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người khách hàng rất có đạo đức. Anh thấy quán em ế. À không, quán em vắng. À vắng. Không, quán em lạnh, lạnh rồi. Cho nên là anh kêu đồng bọn anh tới uống cà phê giúp em đúng không anh? Ừ. Ừ, để em gọi cho, khỏi cần phiền anh nha. Để em gọi. Ủa, có điện thoại bà, số không, 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 không. Đã, anh đã kêu đồng bọn tới rồi thì mắc mới gì mà tốn tiền vậy anh nữa, để em. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Kêu cho lại đó, tôi ngồi đây nha. Dạ. Alo. Anh Sáu, anh Sáu. Ủa. Ủa không phải. Ba con đâu con? Ba đi làm hả? Ờ, để quên điện thoại nhà con. Ờ, rồi ba con đi đâu con biết không? Cái gì? Hả?
thiệt không? Trời ơi. Trời ơi. Không. Không thể nào. Tám, tôi ghi đâu là có đó. Trời ơi, Tám. Anh Tám ơi. Tám ơi, Tám ơi. Tôi ghi đâu là có đó. Tám ơi. Đánh ra. Đau khổ. Lợi dụng rồi hả? Lợi dụng gì? Tám gì bỏ mơ người ta. Bà có gì đâu lợi dụng. Trời ơi. Anh Tám. Sao? Ông Sáu. Chết rồi. Đây bị bà. Trời ơi. Ông Sao? Sao? Đồng... À! Chưa nói nghe, trời ơi, cãi tôi không? Tôi nói bị trốn tôi mà. Tôi không tin luôn. Không bao giờ tôi tin được hết trơn. Trời ơi, tại sao có chuyện này xảy ra? Bạn bè mà giấu với nhau làm gì? Trời ơi. Đúng không? Thì không thể ngờ. Tôi không ngờ thằng Sáu bây giờ đó là đại gia. À, chị Tư. Ai hả? Đây nè, em nè. Ai kêu tôi hả? Đây nè, chị đi đâu vậy? Ai hỏi tôi hôm nay đi đâu? Tôi nói rằng tôi đi văn câu. Tôi đi văn câu, tôi thấy gió đó rồi. Nó gió ào ào, gió ào ào, gió ào ào. Trời ơi, bão táp mưa sa. Gì vậy trời? Hả? Bão táp mưa sa cái thắng luôn vậy hả? Là tại vì... Tao ơi, sao không hát nữa đi? Không có rượu uống, không có vô ca nổi. Trời ơi. Khi nào có rượu vô là tao quất hơi 8 bài. Đâu ngày tao gặp tao hỏi han, tao đứng hát không ê, à. Ê, tao gặp mày tao mừng quá. Vụ gì? Mấy bữa rày mày đi đâu mất tiêu mà tao kiếm mày quá trời luôn. Công chuyện đăng đăng đê đê, không có thời gian gặp chiến hữu đâu. Tao nói thiệt cho mày, tao nói thiệt tao hận mày lắm. Gì hận tôi trời? Nhậu quá thì bu nhau vậy chặt đứt cái bàn đặng nhậu. Tao trả tiền chết cha tao luôn à. Tới chừng tao bệnh nằm xuống không ai hỏi han một câu để an ủi tao nữa, mày thấy tao buồn không? Tao phải buồn chứ. Thông cảm cho tôi đi, trời ơi, dạo này công chuyện tôi nhiều dữ lắm. Mày làm gì công chuyện? Tôi nói thiệt với bà đừng có trách tôi. Khi nào bà chết mà tôi không tới tôi đốt nhang thì bà trách tôi được. Ê, ê, mày có tin cái mỏ mày phù ra không? Mày tin không? Mày tin không? Chắc mày nói tao già quánh không lợi mày phải không? Mày thử không? Không phải. Mày nghĩ sao mà tao bệnh mày không thăm mà mày nói là đợi tao chết rồi mày mới đợi ai mũi mà đợi chút mà chết. Ý là thông cảm, đây là công việc tôi nhiều lắm nha. Nhưng mày biết không, tao nặng nề lắm chứ không phải giỡn đâu mày. Bà bệnh gì? Thôi giờ hỏi thăm nào, giờ bà bệnh gì? Bệnh cũng thường thường thôi, bác sĩ nói tao ở trong này nó có ghẻ. Trong nào? Ở trong cái phổi tao nó có ghẻ. Phổi có ghẻ? Rồi hứa sao gái? Sao tao quên hỏi ẩm mà. Bị cái gì trong phổi bà? Cái gì đâu ông biết, ông nói trong đó nó lỡ ra. Ai mà biết cái gì? Hỏi đâu bà ơi, bao tử. Bao tử đúng rồi. Bao tử mà bị lỡ là lét bao tử mà nó lỡ luôn à. Sao sao nó lét lỡ cũng thứ đó cho mấy nữa. Mày đặt cái sữa lưng tôi rồi nữa. Rồi sao bây giờ khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi đúng không? Đúng rồi. Bỏ nhậu chưa? Không. Bây giờ tao nói mày nghe, bỏ là bỏ không nổi đâu, từ từ rồi bỏ. Bây giờ tao đề nghị với mày đó, mai mốt mà từng bắt đầu vô cuộc nhậu đó, mình cứ ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống. Nó nói nghe nè. Ủa, nhậu hay đi học thêm? Có 2, 4, 6, 3, 5, 7 nữa hả? Không phải, bởi vì mình nghỉ một bữa đặng lấy hơi lợi, rồi bắt đầu mai mình nhậu tiếp nữa. Rồi. Nhậu siết quá tao làm nổi. Bây giờ nhậu là nhậu một mình đi, chứ giờ tôi kẹt công chuyện dữ lắm. Dạo này tôi kẹt công chuyện lắm. Gì dữ vậy mày? Công chuyện trong này. Trời trong ơi. Công chuyện gì không biết nữa. Trong cái ai biết này nè. Ai biết là gì? Bà không hiểu đâu, cái le xe ô tô biết gói gọn rồi đây hả? Cái le dồ của bà thấp lắm. Bà nói tôi nói bà không hiểu, cái le dồ tôi giờ nó cao vậy rồi nghe. Thế là tức là tao thấp, còn cái lê dồ mày là cao. Đúng rồi. Nhưng mà tao quýnh vô mặt mày cũng còn được nữa. Mày thấy ông Dư sức đánh nè. Thôi lớn mà sung quá rồi. Thôi bữa nào gặp đi nói chuyện nha. Tôi có công chuyện tôi đi nha. Ê, đứng lại mày tới nè. Lúc này bận quá ha. Bận lắm, bận. Bạn có việc làm ăn rồi hả? Đâu có. Không có bạn như bà này mà công chuyện của tôi bận. Biết rồi, này bận lắm. Bận lắm.
đại gia. Hả? Đại gia đó. Đại gia cái gì mà đại gia? Đây nè bà coi nè, tướng tá bây giờ bảnh đau không? Ôi trời ơi, đem bắt kiến nó nãy giờ tôi quên rồi. Trời ơi, bắt kiến nữa nè, bắt kiến. Ê, bắt kiến chọt cái đuôi mắt nãy sao trời. Ủa sao bắt kiến kỳ vậy? Trời ơi, vậy thôi đeo làm chi? Để chơi vậy thôi à. À, cho biết đại gia. À, vậy thôi. Đang gì cái bụng nó bự quá. Ừ, cao quá. Thành ra nửa tháng này không gặp anh em. Không, công chuyện bận quá. Ồ, thì cũng có dư chút đỉnh nè. Vậy sao? Ừ. Vậy hả? Mày cho tao mượn tao nên đi bác sĩ à. Bà hết bệnh rồi đi bác sĩ gì mệt nữa. Đi mệt bà quá luôn bà. Đó nghe nè. Dù gì? Ở đời sông có khúc người có lúc. Rồi. Lúc này tôi khổ lắm. Mà mùa mưa sắp tới nhà tôi bị dột. Đó. Thôi mày ơi. Tao đau đây tao mượn tôi còn chết đi. Mượn tiền đó nó còn cho nó ở đó. Mình mượn cất nhà. Kia đi để người ta nói chuyện. Người lớn nói chuyện nít được như nhỏ. À bạn bè chi kỹ chi cốt mà dạ. Hột muối còn cắn đôi mà. Nhưng mà hột đường đừng có ăn hết nha không? Nữa cứ móc hồng tôi hoài à. Có. Ông giúp cho tôi mượn 20 triệu thôi để tôi sửa lại cái nhà tôi. Cái gì? 20 triệu. Ờ, gà gà. Ba con người. Anh Sơn ơi. Anh Sơn ơi. Thắng rồi. Anh Sơn. Đứng đây là bà nội. Bà lố quá. Anh Sơn. Cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, vợ tôi thấy nó nghe đại gia cái nó ôm xiết kìa. Anh Sơn ơi. Chị bây giờ chỉ có một mình anh có thể giúp được cuộc đời em thôi anh sao? Cái gì vậy? Sao tự nhiên gấp rài cái xóm mình nghèo khó tập thể vậy trời? Anh sao ơi, xin cúi đầu chờ ân huệ. Thôi! Ân huệ gì? Bây giờ em nghèo lắm anh ơi. Em lên trên Sài Gòn mượn tiền người ta em về em sang sửa cái quán em mà bây giờ á bán không được. Trời ơi, bây giờ người ta đòi. Thôi mày ơi, mày xạo chưa, mày nghèo mà mày đẹp. Còn tao nè già mượn nó còn cho đâu đó mày. Nè bà già, bộ nghèo không có quyền đẹp hả bà nội? Khoan. Cho tôi nói cái. Hồi nãy ông bạn tôi nói là sông có lúc người có khúc. Đúng rồi. Sao cái khúc này sớm mình nghèo tập thể vậy? Bởi vậy. Thì tại nghèo mà. Bây giờ tôi nói thẳng vậy luôn á. Khá thì thật sự là cũng có khá. Đó, thấy không? Tao mừng. Tiền thì không có cho mượn được. Ủa sao vậy? Tại sao? Không có tiền. Tào. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy trời? Chủ nông trại bà không có tiền hả? Thì chủ nông trại. Ủa? Ông biết vụ nông trại hả? Đừng có giấu tôi. Thấy chưa? Trời đất ơi. Tôi nào biết á, nông trại là nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, đồng bách là nuôi con cù nữa đó. Đúng rồi. Nè, con kiều nữa hả? Đúng rồi. Con cù bà đợi. Con cù là con gì? Tao đâu biết hồi đó giờ đâu thấy. Con cù đó có lòng lòng quăng á. Vậy làm chó chứ rồi sao con cù? Thôi bỏ bệnh. Không phải chứ gì? Chị bà mệt quá bệnh. Bây giờ khoan nào, giải quyết cái chuyện này xong đã. Bạn tôi biết tôi có nông trại. Vậy là hôm bữa ai qua nhà tôi thu hoạch cà chua, thu hoạch lúa với lại ăn cắp ba cái thịt heo. Ông phải không? Bậy nghe, tôi mới biết cái thầy đi nghe. Bà trong ăn đó. Ê, tao chưa biết cái vụ nông trại, mày biết là mày qua mày lấy dài lấy. Bây giờ cái chuyện mà nông trại là, tôi có nông trại đó. Thì đó có nông trại tôi còn nghe nói là bởi vậy anh giàu lắm. Anh sẽ cho tao đứng gần này, ông chủ nông trại coi. Không có tiền. Xạo. Trời. Ê, tao quên cái chữ cuối rồi mày. Chửi mà còn có vuốt đuôi nữa. Cái đó nó ngân lên chút vậy thôi. Không có tiền thiệt. Không có tiền sao mở nông trại? Không có tiền sao mở nông trại? Cái gì vậy trời? Mày làm gì vậy? Mày trồn quá tới đầu tao dữ vậy? Tại vì bà thấp quá. Đây. Muốn coi nông trại phải không? Thôi bây giờ nè, tôi nói thẳng anh luôn nha. Anh cho tôi mượn tiền không? Tiền đâu mà cho? Bây giờ không cho phải không? Giặt mặt luôn, tôi nghe nói rõ ràng. Nói đi, nói bà đi. Anh nè, anh có một vườn nho đúng không? Trời ơi, có nho. Một vườn nho sắp bán cho Pháp làm rượu nho nè. Trời ơi, ha, mở rồi tiệm rượu mà không có tiền. Chưa, còn có một vườn gì à, mắc ca tôi nghe nói là bán mắc lắm, một ký nó đâu là mấy chục ngàn đô lận. Trời ơi, sao cái mắc ca là nó sẽ tay lên nó cầm mắc nai nữa. Nai gì bà nội? Mắc nai bán mắc lắm. Mắc nai là cái gì? Mắc nai ơi, xin đừng đi nha em. Bà có thằng nào cũng khùng. Nhỏ đó, khùng dễ trị đó. Chứ già có đây khùng khó trị nghe. Vậy hả? Không có già chỉ có điên thôi chứ không có khùng. Khùng là mấy nhỏ nó hay khùng, chứ già thì chỉ có điên thôi chứ hay quên. Nè,
điên khùng để sao bây giờ tính cái chuyện này trước. Bây giờ mày không có để nhớ nữa. Nông trại đi. Nè, nông trại đúng không? Bây giờ không cho mượn tiền mà cho nghĩa qua cái nông trại thôi. Dắt đi, dắt đi coi, dắt đi coi. Được rồi, cho anh em mừng thôi. Rồi, cho anh em mừng. Rồi, đây. Đi. Đi đâu, không đi đâu, đứng đây. Mở cái này ra là có liền. Dạ có rồi. Ở không có chết tưởng đâu ai giật đồ không có trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Mày sao chắc quá mày làm gì vậy? Cái gì vậy? Để cho bà ăn sắp chết rồi. Cho bò ăn cái gì? Bởi vì bà nấu bây giờ. Chưa ra cho bò ơi. Vậy là ba mày có bò mà giờ mày cho bò ăn hả? Con có cừu không? Có. Có con cừu được đó luôn rồi. Con có cho cái đồng bắp không? Có luôn. Có luôn thấy chưa? Giấu hả? Quá trời không? Đó. Bởi vậy ta nói nó trồng mấy cái này nó ăn với lại sữa bò rồi nó uống đó. Cho nên cái mặt nó bự, thiệt là bự luôn á, mày thấy không? Trời ơi, đã nói rồi. Một mình hai cha con mình thì giờ xài chung một cái nông trại thôi. Cái gì đâu mà cha một nông trại rồi con một nông trại mới xài chung. Còn giàu dữ nữa, trời ơi. Còn giàu dữ nữa. Trời ơi. Hai nông trại luôn. Thằng nhỏ bị lớn gì mà đã là chủ một trang trại rồi. Ủa mà sau này nó có nông trại mà sao nó ốm quá ha. Ai con sao? Nông trại của con ở đâu? Mở ra cho cô đi. Cái gì? Bò chưa có sữa hả con? Cái le dồ nó thấp chủng mà nó khoái chơi lắm. Cho mày nè. Là sao? Tao con mở coi. Đâu? Cái gì vậy? Mình truyền hình trực tiếp luôn đúng không? Mày đứng ra tao coi chút coi. Cái gì vậy? Sao tao coi được? Đó, đây là bò của con nè. Trời ơi đẹp. Trời ơi dữ quá. Có chào của con nè. Ủa là game mà. Game. Cái gì vậy? Chứ cái gì vậy? Ủa không có nông trại thiệt ngoài hả? Ở đâu mà ra? Ủa không có vườn nho hả? Thằng này nói. Ở đâu mà ra? Thằng này nói. Thằng nói là trong game đó ông nội. Trong game á? Trời ơi trời. Ruộng vườn không có làm, bày đặt nó lên nông trại. Nông trại gì mà không có thấy trong cái máy game mà trên nông trại. Thôi đi ông ơi. Thôi mai mốt đừng rủ tôi nhậu nghe. Tôi không có tiền bao nữa đâu nghe. Trời ơi trời. Đại gia, tôi có đại gia thiệt rồi, đại gia trong game. Trời ơi trời. Bỏ vậy, xạo lắm. Trời ơi trời. Nghĩ làm sao, nông trại ảo mà cũng bà già. Trời ơi trời. Quay trở lại phần ca nhạc ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy cùng thả hồn mình và lắng động với những làn điệu dân ca. Quý vị thân mến, cái chừng té. Không có, anh chèo thuyền đó. Trời ơi, anh chèo quá, anh bỏ em xa đó. Vậy thôi để anh chèo vô. Trở lại với em chèo đi vô. Thôi anh nhảy xuống bơi luôn cho rồi đi. Rồi anh lên bờ. Quý vị thân mến, trong lúc Đình Toàn đang bơi thì Lê Khánh xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Dân ca Ba Miền. Bài hát này sẽ giúp chúng ta trở lại với những giai điệu quê hương trữ tình lãng mạn. Xin mời quý vị cùng đến với liên khúc Dân ca Ba Miền qua phần biểu diễn của ca sĩ Lý Hải cùng với vũ đoàn Việt Hải. Thật to người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hồ trắng tròn, em đi xem hồ trắng tròn, áo quần hải gấm bành bao, nhìn lên trên trời ông trăng soi lên bóng em nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à. Hỏi thăm con đường nhà em quen giao
trắng khoát em áo nguyệt, rồi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trắng ý a nằm nghiêng, ông trắng ý a nằm nghiêng, ý a nằm nghiêng, nhân gian ý a nằm đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua quý gia chờ đông ba ngư bình, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tóc thề trong vai nghiêng ngóng qua trang tiên. Đêm trăng buồn trên bờn vẫn lâu, ngâm câu mái đầy dòng mãi nghe thảm sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thắm thắm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu giang người em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi cánh sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương người em vẫn đợi chờ. Xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương người em vẫn đợi chờ. Hầu giang người nước xuôi xuôi, một dòng dấu qua đây một lần nói sao cho vừa thương. Hầu giang người nước xuôi xuôi, một dòng dấu qua đây một lần nói sao cho vừa thương. Thưa quý vị, trong cuộc sống ai cũng có những hoài bão để cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không phải ai cũng dễ dàng biến ước mơ thành sự thật. Chính vì vậy, chúng ta đừng bao giờ làm những điều gì mà chúng ta không muốn hay điều đó không phải là chính mình, quý vị nhé. Chính xác, quý vị phải nhớ là xe còn phải là chính chủ mà. Cho nên chúng ta hãy là chính mình, đúng không anh? Chính xác, hãy là chính mình để cuộc sống thêm ý nghĩa và vui tươi hơn. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Hãy là chính mình, tác giả Võ Lê Văn Tùng, để chúng ta thấy được rằng thực tế không thể nào tồn tại nếu chúng ta cứ cố tìm hiểu, cố tìm kiếm những điều nằm ngoài tầm tay của chúng ta, quý vị nhé. Trời ơi là trời, sao mà bữa nay nó ế quá trời quá đất, ế thê thảm luôn. Sáng giờ tôi không có bán được một cành hoa nào hết à. Trời ơi, tôi giả bộ để gì cho câu khách ra, để cho ta coi như có người mới uống đó, vậy mà vẫn ế à. Tôi ghen quá. Sáng giờ bán được có nửa ly sinh tố à. Cái gì à? Cái gì mà nửa ly sinh tố là sao? Thằng học trên nó đi học, nó tưởng nó có đủ tiền lại, nó có đủ nửa ly à, nó khế ép à, phải bán nó chứ sao. Vậy mà rên cái gì, sao mơ vợ bán được con gói mì gói, người ta có nói tiếng nào đâu. Tôi không có một cành hoa nào hết á. Thiệt không bán được cành hoa nào hết hả? Một cái cách không tưởng tượng được. Yên tâm đi,
bữa nay thế nào khu phố mình cũng có người qua đời rồi mua qua ép vô duyên không? Ôi mệt quá. Ế sao mà ế khu phố mình ế. Anh ơi có khách anh mua hoa cho em đi. Uống gì em? Uống gì? Xin tố gì? Mua mì nha. Hả? mua bánh nha chú. Em trai bánh nè. Uống gì? Xin tố nào? Nước bánh nè. Đây nha chú. Khách nha. Mì nha. Anh ơi bắp cải đi. Lấy cái đó giấy. Các người có xin phép dọn dẹp sạch sẽ hết chưa? Ủa gì xin phép ai? Ủa vậy là dẹp cái gì? Sao vậy? Tôi xin thông báo. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Ngày gì? Khu phố này sẽ ghi vào trong lịch sử. Hả? Ghi vô đâu? Ghi cái gì? Lịch sử mà ghi cái gì? Một ca sĩ đang lên. Hả? Một nghệ sĩ đang hot hả? Đúng. Ờ, một nghệ sĩ đang hot, nghệ sĩ nào vậy? Bí mật. Chú, ngài nghệ sĩ đó có phải là Thanh Sang Lễ Thủy hay là Thanh Tuấn không? Hay là Ngọc Giàu Kiều Mê Lý? Ở đâu? Thôi, tôi xin giới thiệu. Tôi là đạo diễn. Đạo diễn gì? Đạo diễn rất là nổi tiếng. Gì ghê vậy? Nổi tiếng dữ lắm hả? Tôi tên Thanh Tuấn. Trời, giống lẫn dài nữa ha. Giống Thanh Tuấn quá. Thanh Tuấn. Mà ông này cũng đẹp trai quá. Bự con quá. Anh có vợ chưa? Trời ơi, đạo diễn trẻ như vậy đang nổi như vậy làm sao có vợ được? À, có nghĩa là đạo diễn đang nổi là không có vợ được hả? Đúng rồi. Nhưng mà nghệ sĩ nào lên đây vậy? Đón tiếp ai? Ca sĩ Thanh Mây. Thanh Mây là ai vậy? À, con nhớ rồi. Thanh Mây có đóng phim. Bà Sáu, hôm bữa con bà Sáu coi, bà Sáu nhớ không? Bà Sáu nói với con là tên gì à? Dân Đen. Dân Đen. Trời ơi, đóng phim gì? Nó ra nó đóng có chút xíu. Ông Mảnh. Quay nhất mắt thì bà luôn. Không. Con này nó bán bún bò. Ông ra đầu đường. Vậy đó hả? Trời ơi, rồi cái nó bị đuổi nhà. Cái nó có chút đỉnh tiền, cái giờ nó thanh mây. Đâu. Người lầm rồi. Làm sao? Thanh Dân Đen bún bò ngày xưa vậy đó, chết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Có nhớ tôi có đi đám ma nó không? Không nghe gì hết vậy. Không phải, ý của tôi á là cái tên đó không còn nữa. Thì bây giờ là chỉ còn là ca sĩ Thanh Mây thôi. Tức là đổi tên phải không? Đúng rồi. Vậy là đổi đại đi cũng. Nè. Mây với Dân là cũng vậy, nó bay về tôi. Rồi nó mưa xuống hết, bà nó cái rụ Dân rồi. Thôi bây giờ vậy. Sao? Tôi xin mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống hết đi. Gì? Một hồi là giờ dân chúng lại coi đông dữ trời lắm. Phải vậy không? Bây giờ chuẩn bị đi. Nè. Mình chuẩn bị rồi bây giờ ông đi đâu? Chừng nào cô Thanh Mây nó mới tới đây. Chút xíu tới liền. Tới liền hả? Trời ơi. Nè, ta bây tới giờ, liền. Tôi xin thông báo cho mọi người biết chuẩn bị nha. Bây giờ tôi phải đi ra ngay. Đi chuẩn bị đón tiếp. Đúng rồi. Đi. Rồi, đi nha. Alo. Hai. Alo. Cho tôi ra mà hai chuẩn cái bị xe đi, chuẩn bị đi. Hai cái xe công container hoa gì đó, hoa hồng đi. Ủa không có hả? Không có hoa hồng vậy là hoa cứt lợn cũng được. Hoa đó cũng được, hoa đó nó đẹp. Mà nó có cái mùi hôi thôi cũng không được đó hả? Bây giờ ít lắm hả? Còn có một chục mấy bông mầm hả? Nhớ nha, tôi ra tôi lấy hết trơn đó nha. Nếu mà không có là làm chết với tôi à. Alo. Tôi chuẩn bị nè. Được rồi, tôi ra tôi lấy liền. Alo. Cho tôi gấp 100 kg bơ sáp. Loại bơ Bảo Lộc nha, xoài nha. Xoài cho tôi cũng 100 kg luôn. Đu đủ nha, 100 kg luôn. Sữa hộp Ông Thọ nha, 100 hộp luôn. Đường 100 kg luôn. Chuẩn bị đón tiếp mọi người, một ca sĩ nổi tiếng tới đây nha. Gấp nha, chở liền cho tôi nha chưa. Mày lấy điện thoại cho má đi. Cho tao kêu tao kéo đồ làm gì bán chứ, để tôi thu xúc người ta sao được. Trời ơi, lấy hàng thì phải lấy thêm chứ con. Trời, bán chị này trúng mánh dữ lắm nè. Alo. Bánh ngọt, bánh mặn gì
đem tới hết cho tôi đi mà ăn trong một ngày thôi nha. Đừng có ăn qua tới ngày thứ hai là chết bà tôi luôn đó ha. Không, tôi chết tới tháng liền nha. Không, tôi nhớ rồi, vậy chưa? Rồi, khu phố mình rồi. Sắp ngon rồi. Rồi. Khu phố mình là đón tiếp một nhân vật quan trọng. Trời ơi. Nghệ sĩ Thanh Mai. Cho tôi mượn đi. Có búa đập đá chịu không? Trời ơi, búa đập đá làm cái gì? Tự nhiên ta bán nước mà ở đâu mà thẩm mỹ viện sao có nhiếp. Trời ơi, tôi nói ông nghe, trong cái thời phút quan trọng này tự nhiên cái cọng bạch kim nó lòi ra nè. Bạch kim là gì? Nè, cọng bạch kim nè. Trời ơi, cái lòng lòng mẹ mẹ của bạch kim. Hết bà ghét tôi đi nhỏ bạch, cho. Tên nó nói gì bạch kim chứ mình nói tóc bạc cái già muốn chết sao được. Cho bà còn trẻ sao vậy tôi nhỏ cho. Trời ơi tôi đi, hai cái bàn tay của ông đưa vô hư cái mặt của người ta trơn à. Mà tôi nói thiệt với ông nha, tôi với ông á là ông là nam, còn tôi là nữ ha. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ông biết không? Ông tới gần lỡ tôi có bà ghê. Hôm nay chúng ta được đạo diễn Thanh Tuấn nói là sẽ chọn một cái người để đóng cặp với cái cô nghệ sĩ Thanh Mai. Bởi vậy tôi nói nghe, bây giờ tôi phải đi liền bây giờ mới được. Để hey, mình biết đi đâu không? Biết tôi đi đâu không? Mà chuẩn bị hơi quá nha. Hơi quá thiệt đó nè. Bây giờ đâu? Tôi đi mắc cấp. Để chi vậy được rồi. Trời ơi đâu có được, mình phải đẹp lên mới được chứ. Phải bà gì là cỡ bà gì đó là Hà Tăng Hà Hồ không bằng bà. Trời ơi vậy sao tôi mà đẹp bằng Hà Tăng Hà Hồ được? Hơn đó. Sao hơn thiệt hả? Bởi vậy là tới Tăng Hà Hồ gì đó. Hà Tăng Hà Hồ thua bà luôn. Thua luôn. Bởi vì bà là Hà Bá. Quái. Cái gì? Tôi đi một chút xíu tôi về không đẹp hơn tôi chịu tội. Đi. Đi đẹp đi. Về liền nha không? Chưa từng thấy. Đi đẹp quá. Đẹp quá. Làm sao tôi bán hết cái này bữa nay là đã rồi. Còn được đóng với Thanh Mây nữa. Tôi sẽ được chọn là người diễn với Thanh Mây. Hay quá. Còn bà là bắt rau cho tôi. Đúng quần chúng đằng sau lưng. Đúng rồi. Ông đẹp quá ha. Quá đẹp. Hôm nay đẹp thiệt. Phải không? Đúng. Vậy mới được đóng với nghệ sĩ chứ. Đúng, mình là nghệ sĩ mà. Ô. Gì á? Dinh kia. Mấy chú nè, nhớ chú không? Dạ không, trời ơi, ai mà giống như là quỷ già sống lâu năm vậy? Trời ơi trời. Đất ơi. Chú nói với chú bán nước mía, cái con nhỏ mua thiếu ngoài đó. Ôi không, trời ơi, may làm sao mà uống nước mía mà còn mua thiếu nữa. Không bao giờ may uống cái loại nước trần tục đó đâu. Thôi được rồi, qua thì nhận, nhưng mà đuổi ông đi, nghe mùi bã mía quá. Đi. Sợ quá. Tất cả tập trung che nắng cho chị sợ đen. Trời ơi, rồi ông Tấn đâu rồi, ông Tấn đạo diễn đâu rồi? Trời ơi, ông Tấn ơi, sao ông nhởn dơ gì cà lơ phất phơ vậy? Ông chọn cái bối cảnh gì mà từ đó đi vô đây tôi toàn là ổ gà, tôi đi tôi muốn chết luôn à. Đâu, em. Hả? Cái chỗ này á là cái nơi em chôn nhau cắt rúng. Anh tìm hiểu rất kỹ, cho nên anh mới chọn chỗ này làm bối cảnh đó. Trời đất ơi, nếu mà anh không nhắc thì mày đâu có nhớ là mày đã từng ở chỗ này sao? Trời ơi, chỗ gì đó mà nghèo hèn lạc hậu, người thì già nua không có năng động gì hết trơn vậy. Trời ơi, làm như tôi lẹo. Không, mày có ghế của mày rồi. Ghế mày nhiều màu lắm. Trẻ ghế cho chị. Cái gì vậy? Trời ơi, thì banh ra đi, bà đặt sọt làm chi? Mở cái cầm hoa cho chị, đỡ mây ngồi. Sao thấp dữ vậy trời? Giống ngồi làm móng tay vậy. Uống nước gì đi. Dạ, chú có nước gì? Đủ loại, có xoài, có bơm, có cam, có đủ loại hết trơn, uống nước chú gì? Bán phong phú quá. Cho cháu một ly nước mưa. Dạ, con...
Ủa sao uống nước mưa? Tại vì nước mưa là một loại nước tinh khiết. Mình uống như vậy mình không có bị trúng độc. Ai mà biết được người già già ứ hãm hại trẻ con. Trời ơi trời, quá đáng. Trời thấy chảnh quá trời chảnh. Được rồi, có nước mưa, có nước mưa. Nói vậy thôi chứ may có nước của mày, nước mày đâu. Đây, uống nước mưa, có nước mưa. Ta không uống đâu, không có uống. Nè, mình lớn lên từ đây. Dạ. Mình uống nước mưa, như hồi nhỏ mình tắm mình uống nước mưa hoài đúng không? Uống đi. Ê gì mày, tao đập mày. Để tôi đưa cho mày. Làm gì? Không, đây đưa qua đây được rồi, tôi đỡ tôi cho đưa mày. Có đọc. Trời ơi, đọc gì mà đọc. Nhiều khi đưa tay qua, tay di trùng nhà nhà của chồng. Mày uống nước mưa hả? Chảnh mày thơ cố. Trời ơi, phải hòa mình hả? Hộp kia đỏ hồng ngon lắm. Sao vậy? Ngon lắm hả? Trời ơi. Ngon lắm cho nên Hào không uống nhiều được. Kìa, em sao lại uống nước mưa? Trời ơi, em muốn hòa mình vào quần thầy quần chúng. Tự nhiên phản ứng kỳ cục à. Trời ơi, cái nước mà chính bàn tay anh chế tạo cho em đâu. Cái nước đó là mấy quỷ đi nữa uống hết rồi. Trời ơi, mấy thằng thiệt. Mấy quỷ nè. Thôi Thôi Rồi bây giờ sao? Bây giờ em diễn cái gì đây? Nhân vật hiền lành mà để em. Nhân vật hiền lành mà để tôi bắt trước đâu rồi? Nhân vật hiền lành. Nhân vật hiền lành đâu? Rồi nhân vật hiền lành đâu? Tôi nè. Đây được không? Đây là hiền lành nè. Trời ơi. Nghĩ sao mà hiền lành tóc đổ quét vậy bà? Đó là gì nhuộm để cho nó tinh khiết á. Trời ơi. Anh làm ơn kiếm giùm tôi người khác đi. Đó anh này mà... được không? Trời ơi. Người khác đem Tuấn anh giới thiệu cho tôi người khác anh nói rồi mà. Thôi rồi đâu tôi giới thiệu cho. Hiền lành phải không? Đúng rồi. Hương ơi Hương. Dạ. Con đâu rồi Hương? Đỡ chị vậy? Cầm nóng cho chị. Dạ đây con. Đỡ chị vậy? Hiền lành là đây. Người phụ nữ hiền lành. Ủa? Chị Mai. Chị nhớ em không? La vừa vừa thôi để cho ta nói mày dư hơi quá. Từ từ con, mấy thằng này nó như khùng vậy đó. Chị, hồi trước á chị hay giao bún bò cho em á, chị nhớ không? Em có giao bún bò hả? Dạ. Chắc chị nhớ đó. Em là Hiền Diệu đó hả? Em là nhân vật mà để chị sẽ bắt trước đó hả? Em sẽ giúp chị đó hả? Nếu vậy là chị nhớ rồi. Nha. Dạ. Trời ơi, vô hồn vô vía. Sao mày gây lộn với bà hoài vậy? Tao bắt vậy. Bà cứ nắm tay chị hoài kìa. Trời ơi, bà nắm tay tao thì cho bà nắm. Chuyện ở tay vậy rồi sao? Thì tao lôi vô mày cái ghe rồi này, hơi tao chùi hết rồi nè. Bây giờ mày nắm tay đi, không cho phải không? Giờ tao nắm tay mày được. Đi theo bên cạnh tôi là toàn vậy không nè. Tao được rồi anh Tuấn ơi. Cái gì? Hả? Bây giờ tôi phải diễn làm sao? Tôi diễn vai gì anh nói đi. Bây giờ em diễn cái vai. Sao ạ? Hiền lành. Có à? Gái nhà quê. Hiền diệu. Có. Phải không? Hiền lành. Nhà quê. Nghèo không có chỉ giá lại luôn nè, thấy không? Nghèo tâm lớn hết trơn nè, có cái giống gì nguyên vẹn vậy mà không nghèo trời. Vậy mà màu sắc quá. Ông cái này là như là thiên thần á. Nghèo thiên thần. Nghèo trời thiên ơi, nghèo vậy mà thiên thần. Ý bà nói nghèo cõi trên hả? Cõi trên. Vậy là bà không được hả? Thôi không được đâu, em phải bộ đồ khác đi. Bộ khác hả? Ừ. Cái bộ nào đâu? Thôi được rồi, em có trời ơi, có cái này phải không? Lộn cái này đi trao đổi, đưa cái đó cho chị đưa cái này cho em nhanh đi cưng. Nhanh đi, không còn kịp nữa. Em nhanh đi. Mượn á nha. Trời đất ơi, chứ ai lấy cá bà ba bạn chi? Trời ơi trời. Cho chị mượn đó nha. Mặc đi, cái áo nổi tiếng không mặc. Tiếp coi, đứa nào tiếp coi. Trời ơi, mấy bay đứng nhìn hoài à. Trả tiền cho bay đứng nhìn hả? Rồi, đó. Trời ơi, sao mà nó không có giống ai vậy nè trời. Vô đi, dạ, chị biết chưa. Chị đi vô đi ra hoài vậy. Trời nắng. Mệt ghê á. Rồi bây giờ diễn sao? Bây giờ diễn sao? Bây giờ em muốn diễn cho giống gái miền quê á. Thì đó, thì em mới hỏi người lớn nè. Rồi em tập em giọt nè, diễn làm sao cho nó giống đi. Rồi tôi mượn chú ơi, chú làm ơn chú bán tập quá đi. Em bán tập quá, chú đi ngang đi. Tụi bay giang ra coi làm cái gì mà nhoi như dòi vậy? Cái gì vậy? Che nắng cho chị. Trời ơi, bảo vệ tôi đang diễn, xích qua đây đi. Ra bảo vệ gì bán kia. Bán tập quá. Sợ dù á chị. Tụi bay để dù đó đi. Rồi. Em bán tập quá nha. Em bán tập quá nha. Tụi bay đứng gì không ai dám mua đồ hết trơn rồi. Anh ơi. Anh đây.
anh ơi. Hả? Anh vào quán em đi. Hả? Quán em có đủ thứ hết trơn á. Gì vậy? Anh muốn trả nhiều trả bị đang ế quá mà. Anh ơi. Trời đất ơi, bà bán tạm quá, bà bán gì mà bà lả lời thế ớn luôn à. Chị ơi chị, bán không có bán vậy đâu, không có chèo khéo khách vậy đâu. Chị bán sao? Ví dụ như chú cái này đi ngang ta qua bán cái khác á. Chú đi ngang qua, chú cần gì không mua một con đi chú. Thấy chưa? Thấy dịu hiền chưa? À, hiểu rồi. Được rồi. Bán cái gì khác chứ không phải bán tạp hóa đâu. Rồi, bán lại. Chú tạp hóa quá trời nè, chú quá trời luôn nè, đau quá trời luôn, đầy đủ hết trơn nè, mua giùm tạp hóa đi chú, đi. Đi chú, quá trời luôn nè chú. Chị, cái tông của chị thấp xuống. À, tông phải thấp xuống. Dạ. Hồi nào giờ lên không có xuống được. Nhỏ nhẹ thôi. Rồi lại nè. Tôi không diễn với ông này đâu. Ai biểu già mà còn mày đặt nhiều tóc nữa, diễn không có được. Mệt ghê lắm. Mệt diễn với tôi. Anh chết. Anh thấy em mắt. Ủa sao mà giống thanh mây chưa? Cái giọng nói rất quen mà người lạ quắc vậy trời. Em nè, sao trời đó quên hả? Trời đất ơi, bà làm gì đen thui vậy? Trời ơi, mất chấp cả mấy tiếng đồng hồ đó. Má sao thấy ghê quá vậy? Mày có vậy? Thanh mây không? Thanh mây đâu có vậy. Chứ sao? Nè, thanh mây ta chắn bóc rồi bà ơi. Trời Phật sáng trời ơi. Cái này thanh sao hồi xưa nó đen thui mà sao vậy? Trời vậy là hố hàng rồi chết chắc. Thôi cái bây giờ để tôi ra. Trắng với đen là chuyện bình thường nha cô nha. Bây giờ là khoảng chừng mấy ký xà bông đó, chứ thêm vài giọt mà để tẩy la bô đó là nó trắng queo liền nha. Thôi vậy cho để tôi đi qua kiếm mắt cắp lại, tôi để thôi cái mặt gì mình hố hàng quá. Thôi lỡ rồi, thôi đi. Sao vậy? Lỡ tôi thấy, rồi. Thấy như vậy mà không chừng tôi có cảm giác hơn đó. Được không? Tôi nhìn bà đen không chừng tôi diễn tôi lòi ra được cái hiền diệu đó. Ôi trời ơi, bà diễn chung với tôi đi. Cảnh là bà mua tập quá nha, đi. Nè nè nghe. Xẹt qua xẹt lại cũng thấy cái hình của tôi đó nha. Đúng rồi đó, bây giờ đó. Mai được đóng phim đó. Được đóng phim nha. Rồi đi đi. Chị. Chị rảnh không? Em biết chị rảnh mà. Em mời chị vô đây. Em này chị, em có nước ngọt. Em có bột ngọt. Em có bí đao, em có cải. Em có đủ thứ hết trơn, chị muốn mua cái nào? Chị muốn mua cái nào em chọn cho chị cái đó, bảo đảm vừa lòng. Trời ơi. Anh đáng lẽ hẳn nó mới mua đâu. Trời sao mà thấy hổ? Em ngọt ngào quá, cái thư là muốn mua liền à. Dạ, mua cho em. Em cho chị một cái gói xà bông này đi. Dạ. Cái gì vậy bà nội? Xà bông 500. Nguyên một cái hàng người ta bán từ sáng tới giờ, bây giờ có được một bịch 500 này muốn chết là sao lỗ rồi, là tiền bạc đó mà tôi đền vô. Mà mua kiểu gì vậy, bà phải mua 7 bịch, 50 bịch, 10 bịch cho người ta, cho mua cái bịch đi sao vậy, 500 đi. Chị sao? Sao vậy chị sao? Hả? Nó khùng. Em nhìn cái dai vậy mà em hung dữ vậy làm sao ra dai. Trời ơi, nó mệt quá đi, tôi không có hiền diệu được đâu. Bây giờ tôi bán sao tôi bán, thì tôi muốn mua, người mua phải mua thiệt nhiều. Không mua là tôi chữ, không mua là tôi chữ, nó diễn phải sáng tạo vậy đó. Chứ tự nhiên không mua cái cam chịu. Đó là cái diễn có 1 chiều, tôi muốn diễn 2-3 chiều. Em à, bây giờ em muốn diễn một cái ban nào đó, em phải luyện tập bỏ thời gian ra. Luyện tập diễn nó mới hay. Đúng rồi. Thôi bây giờ em ở đây nha. Bây giờ cô nhờ cô với cô đây. Ở đây luyện tập của với em này. Tiền công bù lao á, con bù rất là nhiều tiền nha, con trả rất là cao nha. Thôi tên May, bây giờ anh mượn cái chìa khóa xe đi. Anh ra ngoài kia anh nằm nghỉ chút xíu, rồi anh viết kịch bản thêm cho em. Cái phần cuối. Mệt quá. Sao? Thôi được rồi, cho anh mượn đi. Cho mượn chìa khóa nha. Rồi, ở đây nói với người ta chỉ tôi diễn đi. Thôi được rồi nha. Tiền bạc thành vấn đề. Đúng rồi. Cô chỉ giùm coi nha. Thôi anh đi nha. Đi nha. Anh đi nha. Viết nhanh nhanh vô. Rồi, viết rất hay đàng hoàng. Mệt quá. Đi nha. Đi đi. Rồi sao? Nói rồi đó, lát đưa tiền vô dạy tôi diễn đi. Chị phải làm nhẹ nhàng thôi, chị phải diễn cho tự nhiên. Trời ơi, thì đó tự nhiên rồi đó, bùng phát lên cũng bị la, rồi tự nhiên cũng bị la, cái gì cũng bị la hết. Trời ơi, cái này cô bùng phát cái gì, cô chửi lộn người ta như tát nước vô mặt rồi bùng phát cái gì. Trời ơi, thì phải có bức xúc chứ, mua bán cực khổ quá mà, mời muốn chết luôn. Tự nhiên mua bịch bầu, gọi đầu 500, trời ơi, nổi điên không? Thôi, tôi không làm nữa đâu, ai làm đi, tránh chỗ rồi ngồi coi. Thôi, bà mới bị trái mặt, vô bà ngồi nghỉ đi. Cái này ra đây, ra đây, chị trả tiền, ra đây. Cái gì vậy, làm như ta nhìn vô ta tưởng mình đánh ghen rồi đập lại. Chị buông ra đi, em không có dạy chị được đâu. Cái chất của chị không bao giờ đóng được dây nghèo. Chị đừng có tưởng hả, chị đem tiền ra là cái gì cũng được đâu. Không được, em không dạy chị nữa. Trời đất ơi, cái gì vậy trời, cái xóm này làm như bạo động hay sao á. Trời đất ơi, tiền bạc đem ra rải để mà giải tôi diễn thôi, tự nhiên thì cứ giải đời tôi hoài làm sao vậy trời ơi, sao giải. Thôi được, tôi mệt quá rồi, bây giờ mấy người này tôi giải quyết không nổi, kêu đạo diễn vô đi. Đi ra, tụi bay đi ra kêu đạo diễn vô, nhanh lên đi kêu đạo diễn vô. Là
lái xe đi đâu rồi? Lái xe đi đâu là đi đâu? Điện cho ổng ta về coi. Điện ổng về giải quyết ba vụ này coi. Ổng diễn là bỏ đi đâu là đang viết kịch bản. Chị ơi, chị. Gì? Cái chiếc xe của mình đâu mất tiêu rồi. Dạ, mất tiêu thì trả lấy chìa khóa đó. Ổng lái xe mất tiêu rồi. Điện thoại coi. Điện thoại của chị đâu? Bỏ cho cái bóp ông lấy thôi. Trời ơi, điện thoại trên bóp trong bóp. Sao được đâu, tụi bay cũng đâu đứa nào có cho mượn điện thoại không già. Rồi, tôi cũng mượn điện thoại. Ê, nhanh đi. Trời ơi, cái mũi mà cũng mày đặt lâu nữa, mệt ghê á. Trời đất ơi là trời. Cái gì mà đồ đóng hiện cho hiện. Ai biểu. Nín coi, tao đang nghe điện thoại mà cứ mệt ghê á. Trời ơi, nó tò tí te tà te rồi nha. Trời ơi, ủa vậy là sao? Ủa là sao? Trời ủa? Trời ơi, hư điện thoại ta nữa. Cứ đền cái khác, mệt quá à. Dù sao chị? Ủa là sao? Trời ơi, đạo diễn lấy xe lấy hết là sao? Rồi, mà điện thoại ở e có nghĩa là nó lấy xe, nó lấy luôn điện thoại, nó đi mất rồi. Rồi, bị lạc rồi. Mà cái nhà anh cha nó ở đâu? Đâu biết đâu. Trời ơi, không biết. Không biết hả? Thì đâu biết đâu là ổng đem tới, ổng giới thiệu, ổng đưa cái cặp cassette ra, ổng là đạo diễn. Rồi ổng đưa một số cái video clip, ổng đưa cho coi. Thì thấy là toàn là mà nổi tiếng ở trong không à. Trời ơi chị, trên mạng video clip có đầy luôn. Ổng đào về cái ổng để tên ổng vô là rồi. Cái mạng là gì, ai biết mạng là gì? Trời ơi, trời ơi. Mạng nào vậy, mạng nào mà nó gan quá vậy, nó đang là mạng nào mà đào xuống vậy? Ờ, à, giờ sao? Anh đưa nó cho tiền chưa? Rồi. 5.000 đô. Trời. Trời ơi. Rồi, nó đi luôn rồi, không biết nhà cửa nó đâu hết phải không? Trời ơi, chạy rồi. Chạy gì bỏ vô xuống hết đấy. Tiền tụi em sao? Hả? Tiền tụi em sao? Chị muốn sao nè. Ai vậy cho tôi tin? Bây giờ tôi nói cho em nghe. Dạ. Tiền mất tật mang. Dạ. Bây giờ mình phải trở lại chính mình. Dạ. Biết không? Dạ. Chứ mình nghe nó lường gạt, nói ngọt nói bùi gì rồi nó lấy hết của mình nó đi. Dạ. Bây giờ là sáng mắt ra chưa? Dạ rồi. Bây giờ ý sao nói vậy nè, con người đừng có mong là đem tiền bạc ra mua cái này mua cái kia. Dạ. Tham danh vọng không được đâu. Không được cái gì đâu. Phải trở lại là chính mình. Đúng vậy thì thôi. Mới hiền hòa được. Dạ. Mới hòa nhập với mọi người được. Dạ. Hiểu không? Hiểu, con sẽ trở lại chính mình. Nhưng mà cô cũng phải hứa với con, cô cũng trở lại chính cô. Trở. Đó, vậy mới là bà đó. Dạ. Còn ốc nữa. Vậy mới là tôi nè. Con rồi má. Phải trở lại chính mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy cười lên để xua tan những băn giá, những đau khổ của cuộc đời. Quý vị ơi, nụ cười không làm chúng ta hao mòn tâm trí đâu, mà trái lại còn giúp chúng ta thêm hưng phấn để làm tốt công việc của mình nữa. Và chắc chắn quý vị hãy cùng cười với Lê Khánh và Đình Toàn trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết rồi. Lê Khánh và Đình Toàn xin được tạm biệt quý vị.